Rồi mời các anh chị vô lại thôi, vô lại thôi, vô lại thôi. Có một lỗi kỹ thuật, đó là cái cục hút trên điện thoại bị rớt. Mong các anh chị em thông cảm chua. Sẽ có một cái gì đó để mà tấn nó lên. À la à la. Đó, các anh chị thấy không? Có cái đang quay cái tự dưng cái nó rớt các anh chị. Khổ nè. Đó. Máu quá nó rớt các anh chị. Rồi, không sao cả. Mới sắm các anh chị, cũng mới sắm cái điện thoại này không phải đâu ạ, do cái cục hít á, cái cục hít lên trên cái mắt trên xe các anh chị. À, trong vòng 2 ngày tới Vũ sẽ hạn chế lâu lâu mới livestream trên xe. À, thì Vũ sẽ livestream ở một cái chỗ đầy đủ hơn. Có mở cái tivi ra livestream rồi slide rồi các cái đầy đủ hết cho các anh chị, để cho các anh chị em dễ hình dung hơn. Ok ha. Là chúng ta sẽ có những cái bản slide rồi xong chúng ta sẽ chia sẻ. Thì như vậy là các anh chị em sẽ rất là dễ trong quá trình mà nắm bắt vừa hình ảnh mà vừa sơ đồ đồ các cái luôn. Ok ha. Rồi, tiếc quá, đang hào hứng. Hơn 500 thành viên ha. Rồi. À là. Không biết cái sẽ nữa không? Đang sùng cái rớt nữa là căng đó các anh chị. Đó. Các chị em có kêu gọi mọi người vô lại nhé. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục lại. Ok. Các chị em thấy không? Chúng ta livestream nhiều lần. Đó. Chứ đâu phải một lần đâu. Nhưng mà hôm nay chúng ta lại gặp cái đang máu cái bị ngắt quãng anh chị. Đó. Đó là bình thường các anh chị. Cuộc sống mà mình không biết trước được. Ok ha. Có nhiều người cứ thắc mắc sao mà cứ ngồi trong xe hơi. À. Rồi. Rồi chúng ta chờ một xíu để cho anh chị em vô lại cái rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại các anh chị ha. À. Ok. Hiện tại bây giờ là hơn 200 rồi các anh chị. Hồi nãy là hơn 500 rồi các anh chị. Đó, giờ chúng ta sẽ mời gọi chờ một xíu để cho mọi người vô lại xíu các anh chị. Để cho nó zoom. À. Vũ. Bây giờ có một cách là vào rất là nhanh. Đó là cái cách kêu gọi nhanh nhất. Đây là cách kêu gọi mọi người vô nhanh nhất các anh chị.
chờ một xíu anh chị ha, chúng ta sẽ cho đủ rồi chúng ta sẽ vô lại. Giải trí đêm khuya. Bắt đầu luôn các anh chị ha. Có nhiều anh chị em là sau khi bị tắt cái livestream đang giữa chừng á, bị tắt đi thì chắc có lẽ là cũng là tắt luôn để đi ngủ rồi ha. Ok ha. Hồi nãy là hơn 500 tới 600 lượt, bây giờ là được hơn 300 lại rồi đấy. Đó. Ok, bây giờ Vũ sẽ bắt đầu lại theo cái phần hồi nãy, chứ nói chung là sẽ tiếp luôn chứ không có sẽ chia, không phải chia sẻ lại cái phần hồi nãy ha. Bây giờ mình sẽ tập trung vô cái chuyện kế tiếp. Đó là cái vấn đề hồi nãy Vũ đang chia sẻ, đó là phần tin tức về tin tức khuyến mãi. Tin tức khuyến mãi á, có nghĩa rằng là chúng ta được cái gì? Thứ nhất, đó là chúng ta đang có được một cái khoảng thời gian, đó là từ ngày 22 tháng 3 cho tới ngày 15 tháng 4. Đó là khi chúng ta mà tham gia gói 99 hay gọi là gói vàng, gói quay thì chúng ta sẽ tự động nâng cấp lên là 299 gọi là black, và chúng nếu mà chúng ta tham gia là 299 thì nó sẽ tự động lên là 799, nó gọi là từ black lên gold, được chưa? Và nếu mà chúng ta tham gia 799 thì nó sẽ tự động nâng lên cho chúng ta đó là 2499, được chưa? Từ gold lên titanium. Ok, nếu mà các anh chị em tham gia Titanium thì các anh chị em sẽ lên Titanium Pro. Thì Titanium Pro này nó chỉ có trong chương trình khuyến mãi thôi. Còn ngoài chương trình, có nghĩa là khi ngày bình thường không có khuyến mãi thì sẽ không có cái Pro này các anh chị ha. Ok, đó là gì? Đó là cái phần mà chúng ta đang có, được chưa? Trong chương trình khuyến mãi cũng là dài ngày các anh chị. Nên đối với những anh chị em nào mà đã tham gia và đã được cái này rồi thì cố gắng làm sao mà lan tỏa cái chương trình này cho nhiều người khác biết được. Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì ngày hôm nay chúng ta biết được cái ngày mà công ty sẽ chia. Khi công ty kiếm được lợi nhuận, được chưa? Từ cái thị trường giải trí trực tuyến, công ty kiếm, ví dụ giống như công ty kiếm được 100 đồng, được chưa? Thì 20 đồng sẽ đem về công ty để phục vụ cho cái quá trình phát triển của công ty. Còn 80 đồng còn lại thì trong này có 40, có nghĩa là 40 đồng còn lại sẽ chia sao ạ? Sẽ chia cho những ai đang sở hữu Afigo và Mister, hay gọi là sở hữu cổ phiếu của Round One, được chưa? Và 40 đồng nữa thì sẽ chia vô 18 cái bể tài chính, được chưa? Các anh chị em chú ý nha, đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải chia sẻ cho những người mới, để người mới hiểu được rằng là gì? Đây là một cái riêng từ cái lợi nhuận của công ty kiếm được khi mà đã xây dựng cộng đồng. Các anh chị em lưu ý nè, ngày hôm nay trong quá trình này Vũ chia sẻ thì Vũ sẽ có thêm những cái ý để mà các anh chị em nắm. Thì khi các anh chị em nắm ý này, những cái ý này thì các anh chị em rất là dễ để mà truyền tải cái thông điệp, cái cơ hội đến cho cái người khác. Các anh chị em chú ý, thứ nhất, ở Round có hai thứ mà các anh chị em cần phải chú ý. Một, đó là khi mình xây dựng hệ thống của mình ra, được chưa, thì mình nhận được hoa hồng
từ cái hệ thống của mình. Đó, đó là gì? Đó là năm cái, đó là những cái nguồn thu nhập như là binary bonus hay còn gọi là hoa hồng nhị phân, hoa hồng nhóm trái nhóm phải các anh chị. Còn hoa hồng matching bonus hay là hoa hồng là fee of loss, đó hay gọi là hoa hồng mà 14 ngày, còn hoặc là hoa hồng chim lai bonus, thì những cái này là cái do chúng ta tạo ra, được chưa? Ok chưa? Là do chúng ta xây dựng hệ thống chúng ta tạo ra. Ok. Còn cái mà chúng ta không phải do chúng ta tạo ra, mà là do toàn thể cộng đồng của Rawone trên toàn thế giới, được chưa? Là khi mà công ty xây dựng được cộng đồng thì lúc này công ty nó mới tạo ra những cái thứ khác, được chưa? Hoặc là nó liên kết với các cái tập đoàn giải trí lớn trên thế giới, được chưa? Và cộng đồng thành viên sẽ xài, sẽ sử dụng, được chưa? Hoặc là họ sẽ tham gia thông qua những cái đường link liên kết với các cái tập đoàn khác. Và công ty Rao họ kiếm lợi nhuận từ cái việc là gì? Giống như môi giới, được chưa? Thì cái đó là một cái phần công ty kiếm lợi nhuận. Khi công ty kiếm lợi nhuận về, được chưa? Thì công ty bắt đầu mới chia là 80-20. 20% phục vụ công ty, 80% còn lại. Thì sao ạ? Thì trong 80% có 40% sẽ chia cho những ai đang sở hữu cổ phiếu của Rao, được chưa? Và 40% còn lại sẽ chia cho những ai có công xây dựng hệ thống, có nghĩa là có những ai mà lên được cấp bậc cao. Có nghĩa là gì? Sẽ có 18 cấp thì tương đương với 18 cái bể, và công ty sẽ chia 40% đó vào 18 cái bể. Anh chị em lọt vào những cái bể nào, được chưa? Cái khung nào các anh chị em được chia cái phần đó. Ok ha. Đó là hai cái mà các anh chị em phải chú ý. Đôi lúc các anh chị em chia sẻ mà các anh chị em không nói rõ hai cái phần này là hai phần riêng biệt. À, hai phần riêng biệt. Các anh chị em hình dung. Thì công ty cứ nghĩ rằng là công ty phải đi kiếm được tiền xong là công ty mới chia hoa hồng cho mình. Không, cái đó không phải các anh chị. Hoa hồng là từ những cái gói mình tham gia đó là riêng các anh chị, được chưa? Còn cái lợi nhuận mà công ty kiếm được từ cái cộng đồng của mình đó là riêng. Cái đó mới là cái sự khác biệt của công ty Rao. Các anh chị em hình dung ý, nếu mà chúng ta không nắm rõ cái vấn đề này thì sẽ có nhiều người họ không hiểu và họ không thấy cái hay của nó, không thấy cái giá trị mà cao cả, nó thật không phải không thấy được cái giá trị cao cả mà công ty tạo ra cái hệ thống này. Đó, các anh chị em cần phải chú ý ha. Ok, đối với những anh chị em mà là đã tham gia rồi mà hiểu cái này rồi thì cố gắng làm sao truyền tải được cái thông điệp này cho những người mới, cho những anh chị em khác. Ok ha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Đó là ngày hôm qua giờ chúng ta có thấy cái thông tin là trên phần tin tức, đó là công ty có đưa ra hai tấm ảnh là về một cái phòng gọi là phòng live stream và phòng để gọi rằng là sổ số các anh chị. Có nghĩa là công ty á, đang là thiết lập một cái hệ thống phòng live stream để làm gì? Để giúp cho cái công việc kinh doanh này, online này, nó tiện dụng hơn. Các anh chị em hình dung như thế này. Từ công ty nó sẽ có một cái phòng quay, đúng không? Và công ty sẽ có những cái giờ, khung giờ công ty sẽ báo lên. Có phải rằng tất cả mọi người trên thế giới, tất cả những cái thành viên cộng đồng của Rao trên toàn thế giới, họ sẽ theo cái khung giờ đó, họ sẽ vào để họ nghe, họ nắm bắt những cái thông điệp từ công ty, từ những cái tin tức của công ty. Cũng như là cái sản phẩm mới công ty sắp ra đời. Ok, đó là một cái sản phẩm sổ số. À, kiểu như là kiểu sổ số kiểu Mỹ các anh chị. Và giá trị giải thưởng của nó lên tới hàng triệu đô la các anh chị. Các anh chị em hình dung ý. Và ở đây á, nó có một cái thú vị nằm ở chỗ trong cái hệ thống mới này, trong cái sản phẩm mới của Rao này nè. Đó là gì ạ? Đó là tất cả cùng thắng, được chưa? Together win. Có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa rằng là nếu tính trên các anh chị em trúng thì các anh chị em cũng tuyến dưới cũng được chúng. Mà tuyến dưới chúng thì tuyến trên cũng được chúng. Wow, cái này mới là cái thú vị các anh chị. Và trong tháng này, sản phẩm đó, cái thông tin đó, nó sẽ công bố hết cho các anh chị. Để các anh chị em nắm. Ok chưa? Ok ha. Bởi vì các anh chị em hình dung như thế này. Chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà là gì? Gần như là online 100%. Và công ty Rao là công ty chọn cái giải pháp kinh doanh 100% là online, được chưa?
và cái sản phẩm dịch vụ cũng như là nền tảng mọi thứ là online hết. Nên chúng ta đang tận dụng những cái giá trị của rau mang lại rất là lớn. Và trong cái đợt khủng hoảng toàn cầu này thì chúng ta mới thấy được rằng là gì? Cái giá trị của rau mang lại cho chúng ta. Các chị em hình dung hiểu không ạ? Ok ha. Và đây cũng là thời gian cực kỳ quan trọng cho mỗi chúng ta. Các chị em lưu ý như thế này. Tất cả mọi thứ nó không phải cái gì nó cũng diễn ra một cách trôi chảy hết. Nhưng mà các chị em có để ý không? Tự dưng á, nó có nhiều cái vấn đề nó cùng đến một lúc. Được chưa? Và chúng ta đang đón nhận được một cơ hội, nó thực sự mà nói, nó rất là lớn các anh chị. Nó lớn thì đôi lúc mình cứ nói lớn, nhưng mà nhiều người khác họ sẽ không hiểu. Và nếu mà ai hiểu sâu hơn á, thì người ta mới thấy rằng là cái lý tưởng, cái ý tưởng của rau á, nó lớn. Nó lớn nằm ở chỗ các anh chị. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị em một ý thôi, để cho các anh chị em hình dung như thế này. Ngày hôm nay cả thế giới đang gặp một sự cố. Có nghĩa rằng là gì? Bình thường một người Việt họ bay đi nước ngoài họ mới kiếm được tiền. Đúng không ạ? Hoặc rằng là một người từ Mỹ hay là từ Úc hay là Nhật hay từ các nước họ sẽ đến một cái nơi nào đó họ làm việc thì họ mới có tiền. Đúng không ạ? Các anh chị em hình dung yếu ạ? Có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa rằng là họ vẫn bị vướng rất là nhiều thứ. Nhưng chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà là gì? Online 100%. Nhưng cái hay của rau á, nó nằm ở điểm này nè, mà các anh chị cần phải chú ý nè. Chúng ta phát triển hệ thống online, chúng ta hưởng hoa hồng từ hệ thống của chúng ta. Đó là một phần thôi các anh chị. Đó là một phần thôi. Đó là cái hay rồi, không nói. Nhưng cái hay hơn nằm ở chỗ á, là các anh chị em để ý nè. Chẳng hạn cái hệ thống của chúng ta, nếu mà chúng ta bị hạn chế một cái vấn đề gì đó, đúng chưa? Nhưng ở những cái quốc gia khác họ vẫn được. Chẳng hạn giống như bây giờ đi, ở Việt Nam đi, mặc dù Appfigo đã liên kết các cái tập đoàn giải trí rất là lớn trên thế giới, các anh chị em vô biết không? Nhưng theo luật ở Việt Nam thì không có chuyện mà chơi cờ bạc online. Thì sao ạ? Thì Appfigo nó đâu có liên kết được, đâu có mở được ở Việt Nam hay là mở được những quốc gia khác. Nhưng Appfigo đã liên kết được hơn 10 quốc gia lớn trên thế giới, trong đó có Ấn Độ các anh chị. Ấn Độ là tới cả 1.3 tỷ dân các anh chị. Đúng không? Mexico cũng lớn nè, Brazil cũng lớn nè, các nước ở khu vực mà châu Phi cũng lớn nè, Nam Mỹ nè. Các anh chị em dùng ý á. Thì các anh chị em để nè, ở những cái quốc gia đó họ vẫn xài những cái dịch vụ thông qua nền tảng Rawan, thông qua nền tảng là Appfigo. Thì sao ạ? Thì họ vẫn kiếm được tiền. Nhưng chúng ta ngồi ở Việt Nam này, hoặc chúng ta ngồi ở đâu đó, một góc nào đó của thế giới, thì sao ạ? Chúng ta có sở hữu cổ phiếu, đúng không? Chúng ta có sở hữu các cái level, có nghĩa là chúng ta được đạt được các cái level, chúng ta lọt trong các cái bể tài chính, đúng không ạ? Vậy thì các cái quốc gia khác họ kiếm được nhiều tiền, được chưa? Họ kiếm được, họ tạo ra, có nghĩa là công ty rau tạo ra các dịch vụ và các cái quốc gia kia họ vẫn xài, họ vẫn sử dụng và họ sử dụng hàng ngày. Thì sao ạ? Thì chúng ta ở đây, chúng ta được chia hàng tháng và chúng ta còn được chia hàng quý. Đúng chưa? Vậy thì các anh chị em hình dung này, nếu các anh chị em sở hữu cổ phiếu nhiều thì các anh chị em cứ một quý các anh chị em được chia một lần. Nhưng nếu các anh chị em lọt vào các cái bể tài chính, có nghĩa là có 18 cái bể, mà các anh chị em lọt vào bể thứ mất, thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 15, thì có phải rằng là gì? Cứ hàng tháng chúng ta được chia một lần. Ngoài cái chuyện chúng ta phát triển hệ thống, chúng ta được hưởng hoa hồng, nhưng cái chung là cái chung của thế giới các anh chị. Đó là cái đó, cái hay các anh chị. Chẳng hạn như bây giờ Vũ hỏi các anh chị nè, như ở Việt Nam mình hiện tại bây giờ là đang có một cái gọi rằng là gì? Lệnh, đúng không? Có nghĩa là ngưng hết các hoạt động. Được chưa? Ngưng gần như hết các hoạt động. Thì người ta đâu có làm được cái gì đâu. Chính vì khi người ta không làm gì hết, người ta có cái điện thoại, có internet, người ta sẽ lên đó người ta chơi gì, làm gì. Đúng không ạ? Bình thường ít người chơi game. Nhưng mà các anh chị em có để ý rằng là gì? Ngay thời điểm này này, Vũ đang nói chuyện với các anh chị em này, các
các anh chị em mở cái điện thoại lên đi, các anh chị em thấy rằng khi các anh chị em lướt Facebook á, các anh chị em thấy rằng là gì, trên Facebook nó quảng cáo á, về cờ bạc, về game online, về các cái dịch vụ về giải trí á, nó nhiều như rất là nhiều các anh chị. Đúng không? Đúng không? Và các anh chị em tưởng tượng nè, bây giờ chúng ta còn chưa biết rằng chúng ta sẽ bị ngưng tới lúc nào mà. Đúng không? Bây giờ nếu mà có ngưng đi một tháng đi nữa, chúng ta phải mất vài năm chúng ta mới vực lại nền kinh tế. Vài năm là nói cho nó gọi là gọi là nói cho nó nhẹ nhàng các anh chị. Một tháng khủng hoảng bây giờ như thế này thôi là phải mất cả 10 năm mới vực lại được các anh chị. Các anh chị em hình dung đi á. Nó không dễ đâu các anh chị. Vậy thì sao ạ? Vậy thì với những ai mà đang làm trong lĩnh vực về online á, thì nó rất là tiện các anh chị. Các anh chị em thấy đi, chúng ta may mắn, chúng ta được trải qua rất là nhiều thời kỳ. Đúng không ạ? Những người trong cái hệ thống MyRaOne, những ai mà đã từng mà gọi là giống như là gì? Từng mà làm online quen rồi đó. Đúng không ạ? Tham gia vào các công ty về gọi là online hay gọi là kiếm tiền trên mạng đó. Nhiều rồi, đúng không ạ? Chúng ta có các cái mối quan hệ rồi, nên chúng ta quen cái việc này từ nhiều năm nay rồi. Mà đặc biệt là các cái anh chị em mà director hoặc là sắp tới director, hoặc những anh chị em mới bắt đầu tham gia vào round, thì sao ạ? Thì có nhiều anh chị em đã kinh nghiệm về lĩnh vực về trên internet này nó rất là nhiều. Thì có phải rằng thời kỳ nào thời kỳ hoàng kim của các anh chị, trong khi nhiều người khác còn bỡ ngỡ các anh chị? Họ còn chưa biết xài Zalo rành nữa. Họ còn chưa biết xài á, là trên gì, Facebook rành nữa các anh chị. Có nhiều người á, còn email họ còn chưa xài rành nữa các anh chị. Họ còn chưa định hình ra được cái hệ thống gọi rằng là gì, kiếm tiền online. Họ còn chưa biết Bitcoin là gì các anh chị. Họ còn chưa biết Ethereum là gì. Họ còn chưa biết tiền điện tử là gì. Các anh chị em hình dung ý không ạ? Tất cả, ở đây Vũ không nói là tất cả, nhưng có một sự thật. Đó là gì? Đó là trong cái hệ thống MyRaOne này, được chưa? Có rất là nhiều anh chị em, có rất là nhiều anh chị em, mặc dù tiếng Anh không biết, nhưng mà cái từ account là biết nè, đúng không? Account 35 là biết nè, đúng không? Rồi việc đăng ký là cũng biết nè, last name cũng biết nè, first name cũng biết nè, address cũng biết nè, đúng không? Không tin, các anh chị em cứ đi hỏi đi, có nhiều cô chú trong cái hệ thống MyRaOne này, hoặc là nhiều bạn, mặc dù á là tiếng Anh không biết đâu, nhưng mà đưa mà để mà đăng ký RaOne á là đăng ký một cách bình thường à. Lý do tại sao ạ? Tại vì từ lâu nay các cô, các chú, các chị, các anh á đã tham gia rất là nhiều sân rồi. Người ta chỉ cho cách đăng ký rồi, cách lên cây rồi, nó gọi là cách lên cây rồi, biết chọn bên left là bên right rồi. Và ngày hôm nay có được cái cơ hội của Rao là một công ty mà nó không phải nói rằng bây giờ mình không có PR thêm về công ty làm gì hết. Tại vì công ty nó có sẵn hết rồi, mọi thứ nó hay rồi. Đúng không? Nhưng có một sự thật. Đó là gì? Những ai đã từng trải qua rồi á, thì đây là một cái cơ hội rất là lớn. Và đây là thời kỳ của các anh chị, các anh chị. Các anh chị em hình dung. Đây là thời kỳ của các cô chú, các anh chị đó. Và chính vì lẽ đó đó, là cái hệ thống MyRaOne của chúng ta có rất là nhiều anh chị em đạt được kết quả phi thường, các anh chị. Điều mà không tưởng luôn, các anh chị. Các anh chị em hình dung á, trong khi ở ngoài kia có rất là nhiều người khi mà công việc bị đứng một cái, công ty nghỉ một cái, cửa hàng nghỉ một cái, nhà hàng nghỉ một cái, khách sạn nghỉ một cái, không biết làm một cái gì nữa hết, không biết định hình làm thế nào để kiếm tiền được nữa hết. Các anh chị em hình dung á, ở ngoài kia có hàng triệu, hàng tỷ người khi mà mọi thứ bị đứng hình một cái, họ không biết làm cách nào để mà kiếm ra tiền nữa các anh chị. Trong khi các anh chị em đang ngồi nghe livestream của Vũ đây nè, có rất là nhiều anh chị có nhiều cách kiếm tiền, và nhiều anh chị còn có cả chục sân để kiếm tiền lận, đúng không ạ? Mặc dù có sân mất, có sân được, có sân này sân kia, nhưng cái sân mà để đổi đời á thì xin thưa, RaOne là một sân đổi đời các anh chị. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Ở đây Vũ muốn chia sẻ các anh chị em một cái quan trọng nằm chỗ này nè. Tất nhiên những anh chị em đã có kinh nghiệm rồi, đã có từng trải rồi, thì sao ạ? Thì có rất là nhiều sân. À, mỗi sân kiếm một chút, mỗi sân kiếm một chút. Nhưng các anh chị em phải chú ý nè. Từ xưa tới nay chúng ta cũng làm nhiều sân, nhưng mà đổi đời chưa? Các anh chị em phải chú ý nè. Ở RaOne có tới 50 người, tới 100 người đổi đời các anh chị, đổi đời trong vòng 3 tháng các anh chị.
Các anh chị em hình dung yếu quá. Đổi đời một cách ngoạn mục luôn. Cái câu chuyện nó nằm ở chỗ rằng là gì? Chúng ta có những người dẫn dắt, những người tạo ra rau quanh, họ có một cái tầm nhìn lớn. Họ đã từng tạo ra công ty tỷ đô rồi. Và họ đã thiết lập lên một cái hệ thống hoàn chỉnh rồi. Và ở Việt Nam chúng ta có đội ngũ rồi, có hệ thống may rau quanh rồi. Đúng không? Đã có đầy đủ mọi thứ, có kinh nghiệm hết rồi. Đúng không? Và bên cạnh đó là gì? Đã tạo ra rất là nhiều người max out rồi. Các anh chị em tưởng tượng anh em, có tới mười mấy, 20 director, thì thực sự có phải 50 người tới 100 người max out thu nhập các anh chị? Hiện tại bây giờ các anh chị, có nhiều người ta nói rằng họ còn không biết họ lên director nữa các anh chị. Có nhiều người họ còn không biết là họ max out thu nhập nữa. Các anh chị hình dung ý không? Họ chỉ thấy rằng là ngày hôm nay á, sao mà không thấy có tiền nữa. Cái tự nhiên họ làm loạn lên thôi. Thì bắt đầu là họ cứ đi hỏi hết chỗ này, họ hỏi hết chỗ kia. Thì ra họ mới biết đó là max out 20 ngàn tuần. Các anh chị em hình dung ý. Hàng tỷ đô đang chạy trên internet các anh chị. Hàng tỷ đô các anh chị. Hàng tỷ đô mình nghe nó ít. Vũ nói luôn, hàng chục nghìn tỷ đô đang nằm yên các anh chị. Và đây là cơ hội các anh chị. Thời kỳ này là thời kỳ các công ty casino, các công ty game, các công ty giải trí trực tuyến là những công ty đó kiếm tiền nhiều nhất. Và không tin các anh chị, trong cái khoảng thời gian năm này này, năm 2020, các anh chị em sẽ thấy các triệu phú, tỷ phú, những người mà gọi là tạo ra, ta nói rằng là cái năm này là năm mà sẽ tạo ra rất là nhiều tỷ phú trên lĩnh vực internet. Các anh chị em hình dung không ạ? Vậy thì sao ạ? Vậy thì hãy chú ý nó, tập trung nó. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ mình cứ đi kiếm 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng. Được không ạ? Cái đó nó không giải quyết cho chúng ta, qua gọi là không giải quyết cho chúng ta những cái chuyện lớn hơn. Các anh chị em chú ý nè. Cơ hội là thời điểm này này các anh chị. Nên ráng làm sao tập trung vô cái thời điểm này nè. Đừng có... Có nghĩa rằng nếu mà ví dụ giống như bình thường á, thì Vũ nói thiệt, các anh chị em cứ thong thả để làm. Nhưng mà ngày hôm nay Vũ ngồi đây, Vũ muốn nói với các anh chị này, giai đoạn này là giai đoạn tiềm năng, giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với tất cả chúng ta. Các anh chị em chú ý, nếu trong vòng 6 tháng tới, 1 năm tới, các anh chị em mà cứ phải lo nghĩ tới cái chuyện mà đi kiếm 10 đô, 20 đô, 50 đô hay là 1.000 đô, hay là 5.000 đô, 10.000 đô, thì các anh chị em mà đã hiểu rau quanh rồi thì xin thưa các anh chị em hạn chế lại đi. Tập trung rau quanh đi. Tập trung làm rau quanh thôi. Được chưa? Rồi đừng có làm mấy cái thứ khác, làm cái gì hết. Bởi vì đây là xu thế các anh chị. Các anh chị em hình dung yếu mà. Đây là lúc là cơ hội này các anh chị. Chúng ta cứ tập trung trong năm này đi. Cái năm khủng hoảng này đi. Liên quan tới cái vấn đề là gì? Toàn cầu. Rồi năm sau các anh chị em muốn kiếm công ty này, bán sản phẩm này, sản phẩm kia, sản phẩm nọ, thì cứ thoải mái. Sang năm muốn bán gì cũng được. Vũ nói luôn, sang năm các anh chị em chỉ có việc mua thôi. Các anh chị em muốn bán thì các anh chị em mua luôn cả cái công ty bán hàng đó luôn cũng được. Đúng không ạ? Bây giờ các anh chị em làm đi, các anh chị em đặt max out thôi, một tháng thôi, là 4 tuần liên tục thôi. Rồi sau khủng hoảng, không phải nói sau khủng hoảng, thời kỳ cuối khủng hoảng, các anh chị em đi mua được biết bao nhiêu là cửa hàng, biết bao nhiêu là công ty các anh chị. Các anh chị em nắm ý chỗ này không ạ? Nhiều người vẫn cứ nói là cơ hội, cơ hội, cơ hội. Nhưng mà là gì? Các anh chị em không tính được thời điểm của nó. Thời điểm cơ hội là 1 triệu. Nhưng thời điểm vàng là thời điểm khác các anh chị. Thời điểm sung sướng nó chỉ có một khoảng khắc thôi các anh chị. Đúng không ạ? Và đây là thời điểm các anh chị. Năm 2020 là chúng ta ghi dấu lịch sử. Được là chúng ta sẽ lên cung trăng luôn. Được chưa? Còn không, chúng ta vẫn thoải mái bình thường. Chúng ta có được một cơ hội, chúng ta có được một công việc, chúng ta có được một cái hệ thống giúp cho chúng ta có thể vận hành được từ khắp nơi trên thế giới. Đúng không? Và đây là thời điểm các anh chị, thời điểm vàng các anh chị. Nên rằng là chú ý tập trung vô giai đoạn này, giai đoạn tốc lực các anh chị. Ở ngoài kia hàng triệu người, hàng tỷ người đang không có việc làm các anh chị. Đúng không? Và người ở ngoài kia họ cũng đang chơi game kìa. Họ đang giải trí trực tuyến này. Hằng ngày họ cứ kêu chán quá, không biết gì làm hết. Trong khi mình làm không hết việc. Đúng quá. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị,
Bây giờ Vũ hỏi các anh chị nè, nếu ngay lúc này đi mà nó có hết đi nữa, hết dịch đi nữa, xin thưa 3 tháng, 6 tháng sau nó mới vận hành lại, gọi là trơn tru lại. Không phải tự dưng đâu các anh chị, phải làm lại các anh chị. Ngay cả các phi công mà đang lái máy bay đó, bây giờ hãng hàng không đứng 1 tháng thôi, bây giờ là đang đứng bắt đầu 1 tháng rồi, nhưng mà sẽ đứng thêm 2 tháng, 3 tháng nữa. Các anh chị vô ạ. Liệu khi mà mở lại thôi, hãng hàng không mở lại, Vũ xin thưa các anh chị có dám ngồi lên máy bay không? Riêng Vũ là Vũ sẽ không dám ngồi đâu. Nếu mà thời điểm này nha, nhưng mà tới vào ví dụ giống như là ngày mai nó mở cửa hàng không đó, Vũ không dám bay đâu. Tại sao vậy? Để cho nó dợt trước đi, để cho phi công dợt lại đi. Chứ là 3 tháng, 6 tháng nó nghỉ, nó không lái nữa, bây giờ mà cho nó lái là nguy hiểm lắm. Đâu có phải tự dưng vận hành được đâu các anh chị. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Đó là cái vấn đề các anh chị. Nên giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ, Vũ nói lại một lần nữa, giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ quan trọng các anh chị. Các anh chị em dành tâm huyết cho năm 2020 đi, cho hoạt động của Rao đi, các anh chị em sẽ thấy mọi thứ sẽ sang trang. Các anh chị em dùng ạ. Ok ha. Các anh chị em mà không sang trang á, thì sẽ có nhiều người vẫn sang trang, những cái người khác họ sang trang, nhưng các anh chị em vẫn được biết được nhiều thứ hơn, các anh chị em được học được nhiều thứ hơn, được chưa? Và các anh chị em chứng kiến được lịch sử nó đi. Có nhiều người trong giai đoạn này á, họ không làm gì hết và họ cũng chả nghĩ ngợi gì hết. Các anh chị em chú ý, trong lịch sử chưa có thời kỳ nào mà chúng ta may mắn, nói thật, may mắn được chứng kiến lịch sử mà có nghĩa rằng hàng trăm năm, không phải nói cả ngàn năm mới thấy được một lần các anh chị. Nhờ có Internet, được chưa? Nhờ có Internet, nhờ có công cụ là hệ thống máy tính này, điện thoại này, smartphone này, các công cụ này được tạo ra này, các hệ thống tin tức này được tạo ra này, chúng ta mới ngồi đây, chúng ta mới thấy cả thế giới bị đứng hình. Chúng ta mới thấy được rằng là gì? Một con siêu virus nhỏ xíu nó gây ảnh hưởng cả thế giới. Và chúng ta cũng ngồi đây, chúng ta thấy được rằng là gì? Chúng ta thấy được rằng là những con người nhỏ bé ngồi ở một góc nào đó ở Việt Nam, ngồi một góc nào đó ở một cái nước nào đó ở châu Phi chẳng hạn, nhưng họ vẫn có thể max out thu nhập 20.000 một tuần với 99 đồng để tham gia khởi đầu, và họ có thể kiếm tiền ở khắp thế giới. Trong lịch sử làm gì có những cái điều đó các anh chị? Các anh chị mình dùng đi ạ. Cái đó mới là cái quan trọng. Đó là cái mà chúng ta cần phải chú ý, đúng không ạ? Và khi chúng ta chú ý nó thì chúng ta phải học hỏi nó, nắm bắt nó. Ngày hôm nay chúng ta chưa học được thì ngày mai. Nhưng ngay lúc này là ngay lúc rảnh nhất. Bây giờ chúng ta có làm được cái gì đâu? Đi ra ngoài cũng không đi được, đúng không ạ? Có nhiều người thì chờ thôi, chờ hết dịch rồi anh sẽ làm. Ok. Chờ hết dịch rồi công ty sẽ mở lại, anh sẽ đi xin việc lại, hoặc anh đi tới công ty cũ, tới công ty cũ để xin việc. Tới công ty cũ giám đốc sập hết rồi, lấy đâu ra tiền nữa đâu. Phá sản rồi, chủ giám đốc, chủ doanh nghiệp, chủ nhà hàng, nó phá sản rồi. Lấy đâu ra nó mở công ty lại để cho các anh chị để làm. Bữa sau các anh chị mà có nói, mà có gặp một ai đó, Vũ chia sẻ cho anh chị cái cách để mà chia sẻ. Có nhiều người, thôi làm chi, vài bữa nó hết dịch rồi, tháng 6 là nó có vaccine rồi. Đúng á. Tháng 6 sẽ ra vaccine các anh chị. Nhưng mà để mà tới được chúng ta thì không phải là có ngay được các anh chị. Nhưng các anh chị em biết rằng là từ bây giờ cho tới tháng 6 đi, thì cái ông chủ công ty đó, cái ông chủ nhà hàng đó, ông chủ khách sạn đó, ông đã phá sản rồi. Thì lấy đâu ra mà anh chị mà đi tới công ty đó làm lại? Hên lắm thì công ty còn có, công ty còn sống. Lúc này sao? Lại đi xin việc lại. Đúng không? Vậy tại sao ngay lúc này các anh chị em không dành thời gian để học hỏi công ty này đi? Học hỏi đi, nắm bắt đi. Thay vì ở nhà than chê, rồi tùm lum tùm la. Tham gia vào đây đi. Cộng đồng này nè, online nè, đang chỉ cho chúng ta nè, biết cách nè, để có thể kinh doanh toàn cầu nè. Được chưa? Và đang thực hiện một cái hành trình rất là lớn nè. Đó là gì? Đó là công ty Rao tạo ra những cái chương trình rất là thú vị.
có thể rằng là gì, tạo ra được nguồn thu nhập lớn, và từ các nguồn thu nhập đó sẽ chia cho chúng ta. Hay chưa? Các anh chị em hình dung ý đó. Nên các anh chị em nhớ nè, ở đây sẽ có hai cái ý mà Vũ muốn nhắn lại cho các anh chị. Đối với những anh chị đã tham gia vào rau, đã hiểu rau, thì các anh chị em đã thấy cơ hội rồi, đúng không? Các anh chị em cố gắng tập trung hơn nữa, được chưa? Ngay lúc này các anh chị em có max out thu nhập 20.000, các anh chị em có kiếm được nhiều tiền, các anh chị em cũng không thể xài được. Nói sự thật là như thế, đúng không? Các anh chị em muốn xài, các anh chị em cũng không xài được, muốn tiêu nó cũng không tiêu được. Nên các anh chị em cố gắng làm sao tập trung cao độ nhất trong giai đoạn này, làm online, chia sẻ online, thông qua Zalo, thông qua Facebook, thông qua WhatsApp, thông qua Telegram, được chưa? Đó là những anh chị em cũ, những anh chị em đã tham gia vào rau, đã kiếm được những cái thành tích rồi. Thì giai đoạn này là giai đoạn anh chị em tập trung hơn nữa, kiếm cho thật là nhiều, được chưa? Kiếm thật nhiều tiền vô, nhưng nhớ đừng có phát tiền bỏ tùm lum tùm la. Vũ xin dặn nha, đừng có phát tiền bỏ tùm lum tùm la. Các anh chị em có thể đổi ra đô, các anh chị em có thể đổi ra quy ra vàng, được chưa? Ok, các anh chị em cất sẵn tiền đó đi, để bữa sau á, nếu các anh chị em không biết, bữa sau Vũ chỉ cho các anh chị, hoặc các anh chị em có tiền, các anh chị em đem mua đất đi, mua đất gần nhà mình đó, được chưa? Ngay lúc này là mua rất là ngon, nhưng mà ráng chờ thêm tháng, hai tháng nữa, các anh chị em mua sẽ là điều tuyệt vời, được chưa? Đối với những anh chị em đã tham gia vào hệ thống May Rau Quanh là đã hiểu rồi, đã làm ra kết quả rồi, nên chú ý việc đó. Giai đoạn này là giai đoạn các anh chị em xây dựng hệ thống, các anh chị em kiếm được tiền, các anh chị em tích lũy đó, được chưa? Tích lũy qua đô nè, qua vàng nè, qua đất nè, được chưa? Ok ha. Còn đối với những anh chị em mới, những anh chị em chưa biết gì, những anh chị em mà gọi là mới vừa tham gia, được chưa? Thì Vũ xin thưa với các anh chị, và Vũ hướng dẫn cho các anh chị, và Vũ muốn nói với các anh chị em một điều như thế này. Ngay lúc này là ngay lúc các anh chị em rảnh rỗi nhất. Sự thật là rảnh rỗi nhất. Ngay lúc này là lúc mà các anh chị em nghe hết tất cả các cái đoạn phim của Rao đi. Các anh chị em học hỏi hết tất cả đi. Những cái gì mà không nắm được, các anh chị em hỏi tuyến trên các anh chị, hỏi người giới thiệu các anh chị, để các anh chị em xem hết đi. Đừng có ôm các bộ phim để mà xem. Các anh chị em xem phim nhiều, các anh chị em không kiếm được tiền đâu, được chưa? Nó là rồi, các anh chị em cứ nghe ca nhạc nhiều, các anh chị em cũng không kiếm được tiền đâu. Các anh chị em nghe hài nhiều, các anh chị em không kiếm được tiền đâu, được chưa? Ok ha. Ít dù nhiều chúng ta kiếm được tiền, thì cái cơn nạn đói hay là nạn này nạn kia, nạn khủng hoảng gì, thì chúng ta vẫn có thể vượt qua được, các anh chị. Các anh chị hình dung ạ. Khi khủng hoảng như thế này thì sẽ có nhiều người sẽ rơi vào tình trạng là gì? Đói, cướp, giật, rồi tùm lum các tệ nạn xuất hiện. Các anh chị em vô. Nhưng nếu mà các anh chị em ngồi nhà, các anh chị em vẫn kiếm được tiền, thì ít dù nhiều, các anh chị em kiếm được tiền, các anh chị em có thể chia sẻ cho người khác. Các anh chị em mua 1 tấn gạo đi, các anh chị em biếu được một người 100 ký, 10 ký gạo, là các anh chị em đã giúp được 100 người rồi. Tuyệt vời không ạ? 1 tấn gạo chỉ có 10 mấy triệu thôi, nhưng mà các anh chị em đã giúp cho được 100 người rồi. Ai mà nhiều hơn nữa thì có thể mua 10 tấn, có hơn 100 triệu thôi, là giúp cho được 1.000 người rồi. Các anh chị em đang có cơ hội mà. Các anh chị em kiếm được tiền, đúng không? Thì các anh chị em kiếm được tiền, các anh chị em giúp được đó. Ngay lúc này nè, là các anh chị em bắt đầu chuẩn bị đi đã, tích lũy đi đã. Để làm gì ạ? Để sắp tới đây nè, là có rất là nhiều người không có gạo mà ăn, các anh chị. Không có mì gói để mà ăn luôn đó, các anh chị. Thì đây là thời điểm chúng ta đang làm được, kiếm được. Chúng ta kiếm tiền, chúng ta tích lũy. Vũ á, mua sẵn á, là khoảng tầm được 5 tấn gạo, các anh chị. Vũ mới phát cho một chỗ 1 tấn này. Ở chỗ đó, một cái trung tâm đó, mới thôi, mới khủng hoảng thôi, mà trung tâm đó là đã không có gạo ăn được, các anh chị. Các anh chị nhìn vô ạ. Nên nói rằng là gì? Khi mà chúng ta kiếm được, chúng ta cất dành một ít để chúng ta chia sẻ cho những người khác. Ok chưa? Ok ha. Chúng ta có nhiều thứ thì chúng ta mua tích trữ một ít để vài bữa chúng ta chia sẻ. Ok ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái phần khác. Rồi bây giờ Vũ sẽ chia sẻ thêm một cái phần này cực kỳ quan trọng. Và phần này là phần rắc rối nhất khi làm hệ thống. Phần này là phần cực kỳ quan trọng và rắc rối nhất
và gây rủi ro nhiều nhất, và cũng là phần mà mất cơ hội cho nhiều người nhất. Và ở đây các anh chị em cần chú ý, những người mới và người cũ cần tập trung cái việc này, cần chú ý việc này. Thứ nhất, đó liên quan tới việc mà mua bán cốt. Mua bán cốt, được chưa? Các anh chị em hình dung như thế này nè. Trong thời kỳ này nè, là thời kỳ mà ta nói rằng là mình không biết được người nào tốt và người xấu, được chưa? Sự thực các anh chị, trong thời kỳ này chúng ta không biết được. Bởi vì có những người ngồi sát bên cạnh của mình tin tưởng tuyệt đối, mình nhờ người ta đăng ký tài khoản, nhờ người ta lấy cốt, nhờ người ta này kia, nhưng cuối cùng người ta cũng lấy người ta ra đi. Có những trường hợp như thế các anh chị. Các anh chị anh vô. Thì bây giờ Vũ muốn chia sẻ rõ hơn về một cái hiện tượng chẳng hạn như thế này. Ví dụ các anh chị em tham gia, đúng không? Các anh chị em tham gia, cái xong bắt đầu có người: anh ơi, lấy bán cho em cái cốt để em tham gia vào hệ thống. Vũ không nói là đắt hay rẻ hay là giá chênh lệch với nhau, tí nữa Vũ sẽ nói, nhưng Vũ sẽ chỉ nói từng này thôi. Các anh chị em biết điều gì xảy ra khi mà trong cái việc mua bán cốt chẳng hạn như thế này. Em chuyển tiền cho anh rồi đó, anh chuyển cốt cho em cái, đúng không? Thì bây giờ các anh chị em sẽ thấy một cái tình trạng xảy ra là gì? Khi mình chuyển cốt cho người ta, nhưng mà lỡ cốt này đã xài rồi thì sao? Đúng không? Vậy thì ở đây nó nằm ở chỗ, nguyên nhân nó nằm chỗ này nè. Chúng ta sẽ không lấy lại được tiền nếu cái người đó các anh chị em không biết họ là ai. Có những người á, họ thể hiện rất là hoành tráng trên Zalo, trên Facebook, trên chỗ này chỗ kia, rất là hoành tráng. Nhưng các anh chị em biết đâu biết được cái người đó họ đang gặp khủng hoảng gì đâu, đúng không? Mà các anh chị em biết rằng là đây, chỉ có những người làm việc thực sự á, trong rau, những người mà thực sự làm việc thực sự á, họ là những người xây dựng hệ thống thực sự á, thì họ sẽ không có cái tình trạng mà đi rau cốt bán cốt được các anh chị. Chỉ có những cái người mà là gì, kiếm sống từ cái việc rau bán cốt thôi. Có nhiều người họ kiếm chênh lệch từ một đồng, một phân nào đó. Chẳng hạn ví dụ giống như là 26, 27 hay là 26, 265, 262. Nó giống như kiểu mà chênh lệch giữa tiền đô, giữa các tiệm vàng bán với nhau các anh chị. Nên đó, rằng là gì, ở đây Vũ muốn nói với các anh chị, đã có nhiều trường hợp xảy ra. Thì họ rao rất là đã các anh chị. Họ rao giống như họ là trung tâm của cốt gì đó. Nhưng mà thực ra không có. Họ có làm hệ thống đâu mà họ có cốt. Họ không đi lấy lại của những người leader, họ những người này người kia. Nhưng các anh chị em phải chú ý cho nè, mình không biết họ là ai. Đôi lúc mình nhìn đó, mình thấy đó. Nhưng mà các anh chị em, bây giờ Vũ hỏi các anh chị, nếu ví dụ giống như mình chuyển tiền cho họ, rồi họ chuyển cốt cho mình, mà cái cốt đó họ xài rồi, các anh chị em đâu có biết đâu. Vũ cũng không check được, tất cả những leader cũng không, những director họ cũng không check được. Thế thì sao ạ? Vậy thì lúc này nó xảy ra cái rủi ro là gì? Các anh chị em đã chuyển tiền rồi mà người ta chuyển cốt cho anh chị, nhưng mà cốt đã xài rồi, các anh chị em không xài được, các anh chị em đi đòi tiền người ta lại. Thứ nhất, có người đòi lại thì mất thời gian, có người thì tất nhiên họ sẽ trả lại. Đối với những người làm hệ thống thì họ sẽ sẵn sàng, họ sẽ trả lại. Các anh chị em vô à? Nhưng mà sao? Có nhiều trường hợp gọi điện thoại không bắt máy, chuông đổ, nhắn tin không trả lời, tiền xong rồi là thôi. Nên các chị em sẽ thấy nè, có nhiều cái hiện tượng mà người ta mua bán bit hay gì đó, đúng không? Thì sao ạ? Thì khi mà chuyển tiền xong, bit chuyển đi, nhưng mà sao? Nhưng mà đôi lúc bit nó còn không tới nữa. Đó, nên rằng ở đây á, là Vũ muốn nhấn mạnh lại cho các chị em chú ý như thế này. Những anh chị em mới, khi mới bắt đầu làm, được chưa? Hãy tập trung liên hệ với những người giới thiệu các anh chị. Các anh chị em làm việc với người nào, trực tiếp người nào, thì các anh chị em nắm cái người đó, được chưa? Rồi nhờ cái người đó giúp đỡ. Còn cái người mà trực tiếp đó thì sao? Sẽ liên kết với cái người kế tiếp. Chứ đừng có làm sao cứ nghe chỗ này rao: ê, mua cốt của ta đây đi, rồi ta được rẻ hơn vài đồng này kia. Các anh chị em ơi, vài đồng không có giúp cho các anh chị em thay đổi cuộc đời đâu. Chênh nhau vài đồng không giải quyết được vấn đề. Quan trọng là đừng có gây rắc rối trong đầu. Các anh chị em có thể giao dịch 5 lần, 10 lần thành công, nhưng có một lần mà cái thằng đó nó, hay là cái con nhỏ đó, hay là cái ai đó, nó gặp trục trặc đi,
hoặc là cái người mà bán cốt, hoặc là cái người giao cốt cho con nhỏ đó, cái thằng đó, cái anh đó, cái em đó, cái cậu đó, cái ông đó, cái chú đó, cái bác đó, mà nó trục trặc đi, đúng không? Và cái cốt nó xài đi, các anh chị em đi kiện sao được? Và các anh chị em nói với người đó, à, xong trả tiền cho tôi, thì cái người đó họ cũng là gì? Trung gian thôi. Nếu mà nó đã giàu thì nó không đi bán cốt các anh chị. Sự thật, nó chỉ tập trung vào làm hệ thống thôi. Các anh chị em dùng á, nên rằng á, là các anh chị em phải chú ý là cái chỗ này. Bởi vì cái chỗ này là cái chỗ nhung nhằn nhất, cái chỗ mà gây khó chịu nhất. Nhiều khi các anh chị em bị lỗi một xíu thôi, các anh chị em nản. Trời ơi, thằng đó nó lấy mất tiền của mình rồi thì làm sao mình làm? Cuối cùng sao? Cuối cùng anh chị em bỏ lỡ cái cơ hội lớn của rào. Được chưa? Ok. Thêm một cái nữa, có một cái hiện tượng á mà các anh chị em chú ý nè. Có những người á, ừ qua đây đi anh để cốt cho rẻ hơn 5 phân, 7 phân, 10 phân. Nhưng nhớ nha, qua đây là phải gắn thêm cái mã số ở đây nữa. Các anh chị em chú ý chỗ này nè. Nếu họ tập trung bán cốt, họ chỉ kiếm tiền bằng cắt thôi. Họ chỉ kiếm thêm được đồng đó thôi. Họ sẽ không giúp cho các anh chị em xây dựng được hệ thống đâu. Mà các anh chị em biết là xây dựng hệ thống mới giúp cho cho tất cả các anh chị em giàu được. Các anh chị em hình dung, xây dựng hệ thống mới là phương án giúp cho các anh chị em giàu, thay đổi cuộc đời. Còn mà nghĩ tới rao quanh chỉ để kiếm thêm 1 đồng, 2 đồng, 5 đô, 10 đô, 100 đô, 200 đô. Thực ra mà nói, đó cũng là một giải pháp. Nhưng các anh chị em nhớ này, chính sách của Rao One không có trả hoa hồng trực tiếp. Họ chỉ trả hoa hồng từ hệ thống thôi. Chính vì họ không trả hoa hồng trực tiếp, nên họ không có khuyến khích và gọi đi kiếm bằng cắt. Họ không khuyến khích là đi kiếm thêm được vài đồng, ba đồng. Bởi vì sao? Họ không có trả tiền hoa hồng trực tiếp mà. Họ chỉ trả tiền hoa hồng hệ thống thôi. Có nghĩa rằng gì? Họ xác tín một điều. Đây là một cái kinh doanh đang tạo ra hệ thống. Xây dựng hệ thống mới giúp cho con người ta giàu được. Xây dựng hệ thống mới giúp cho con người ta đạt được cái những điều phi thường được. Các anh chị em hình dung á. Còn những người bán hàng thì sao? Tất nhiên những người sẽ bán hàng vẫn kiếm được nhiều tiền. Nhưng hôm nào mà họ mệt, họ không bán được thì họ không có tiền. Các anh chị em hình dung ý á. Chỉ xây dựng hệ thống mới giúp cho chúng ta kiếm được nhiều tiền. Là một, khi chúng ta bị trục trặc cái gì, bị vấn đề gì, thì những người khác vẫn còn làm, hệ thống vẫn còn làm việc và chúng ta vẫn còn thu nhập. Các anh chị em mình dùng ý á. Các anh chị em làm để chờ lương hưu. Tiền bây giờ không có này, cả cái thế giới đang khủng hoảng này, tiền đâu ra mà nó trả cho lương hưu cho các anh chị em được nhiều. Đúng á, rồi quỹ này quỹ kia. Các anh chị em thấy đi, xảy ra biết bao nhiêu thứ, mọi thứ sang trang từ đây các anh chị. Trong năm 2020 xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Chưa kể nha, bây giờ dịch như thế này, lỡ vài bữa nữa xung khắc lẫn nhau, nó phát sinh ra chiến tranh thì sao? Các anh chị em thấy không? Bây giờ nó đã bắt đầu hình thành lên rồi. Bây giờ là dịch, là chúng ta cả thế giới đang đấu tranh với con siêu virus nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà sao? Tự dưng nếu mà lỡ có một nước nào đó, hai nước nào đó, họ chịu không nổi, họ cáu lên, họ gây ra một cái hiện tượng là chiến tranh thì sao? Lúc đó các anh chị em sẽ thấy rằng mọi cục diện để thay đổi. Đúng không ạ? Đó là sự thật các anh chị. Và các anh chị em thấy không? Cách đây á, là 2 tháng trước, khoảng 2 tháng trước khi Vũ livestream, Vũ cũng chia sẻ rằng là gì? Nếu tình trạng mạnh, tình trạng mà xảy ra nguy hiểm hơn nữa là đóng cửa hết. Và đến ngày hôm nay đóng hết rồi các anh chị. Các anh chị em hình dung ý không ạ? Nên á, khi mà chúng ta làm với Rào Hoành, chúng ta từng bước các anh chị, đừng có vì những cái chênh lệch nhỏ, vì lời cái lời hảo, gọi là lời hảo, ừ qua đây đi rồi mua cốt của anh em bớt cho, qua đây đi rồi em sẽ giúp cho anh đầy đủ hết mọi thứ. Vũ nói thiệt, có những thời điểm Vũ cũng bị sai lầm, và Vũ nói luôn, Vũ rút kinh nghiệm rồi, Vũ rút kinh nghiệm rồi, Vũ sẽ không bao giờ hứa nữa. Anh vô đây đi, tôi sẽ hỗ trợ cho anh, tôi sẽ hỗ trợ cho anh, đảm bảo tôi sẽ hỗ trợ cho anh. Khi các anh chị em đủ khả năng, các anh chị em mới hứa điều đó. Các anh chị em hình vô. Nên rằng là gì? Các anh chị em, bây giờ Vũ muốn nói với các anh chị em như thế này nè. Không cần phải hứa. Các anh chị em cứ xây dựng cái năng lượng của anh chị lên. Các anh chị em xây dựng cái kiến thức của các anh chị em lên. Các anh chị em xây dựng cái kỹ năng của các anh chị em lên. Và các anh chị em học được nhiều thứ, học được nhiều cách, để các anh chị em có thể giới thiệu được 10 người, 20 người, 50 người, 1000 người. Thì sao ạ?
thì các anh chị em không bị lệ thuộc bất kỳ ai hết. Mà một khi các anh chị em có thể giỏi rồi, các anh chị em không cần phải thằng nào phải, hay là ai đó, hay là con nào, hay là chú nào, hay là ông nào, bác nào gây ảnh hưởng anh. Không phải vì một cái phần trăm nhỏ cốt hay là chênh lệch cốt thế này kia để mà chạy đi, để mà đăng ký thêm một mã bên kia để mà lấy cốt cho nó rẻ. Chuyện đó bỏ qua đi các anh chị. Các anh chị em hình dung ý. Rồi thêm một cái nữa, làm việc hệ thống thì nó sẽ liên kết với gọi là làm có hệ thống. Thì sao? Thì chúng ta cứ làm việc với người trực tiếp của chúng ta. Rồi người trực tiếp của chúng ta mà họ làm không được, họ dở, họ chưa hiểu, không phải là họ dở hoặc là họ chưa biết, thì các anh chị em nói nhẹ nhàng thôi. À, nếu mà anh chưa biết hay là chị chưa biết, cô chưa biết, hãy hỏi người trực tiếp kế trên. À, người kế, rồi người kế. Các anh chị em lưu ý chỗ này. Người ta cho mình một cơ hội, nó là điều ta nói rằng là không phải tự dưng người ta trao cho mình một cơ hội. Đôi lúc chúng ta không thích cái người đó. Đôi lúc mình ghét cái người đó lắm. Mình không muốn làm chung với người đó. Mình ghét cay, ghét đắng, mình không thích cái người đó. Nhưng mà sự thật các anh chị, người đó trao cho mình một cơ hội. Đúng không? Vậy thì sao mình biết được cái người đó rồi, cái ý người đó rồi. Thì sao? Chẳng hạn giống như trước đây mình đã từng rồi thì thôi. Ví dụ anh ơi, em cũng biết có người đã chia sẻ em rồi. Ok thôi, em làm việc với người này bởi vì người này hợp, thì em làm với người đó. Được chưa? Các anh chị em thấy người nào hợp, các anh chị em cứ làm. Thực sự vừa nói thật, đây là một cái mà chúng ta cần phải chú ý cái việc đó. Khi mà chúng ta tham gia rồi, KYC rồi, đúng không? Chúng ta KYC rồi, chúng ta hạn chế cái việc mà nhảy chỗ này, nhảy chỗ kia, nghe lời, ừ bên này anh sẽ hỗ trợ vậy, bên kia anh sẽ cho em cái này, cho em cái kia, nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại. Vũ hỏi các anh chị nè, các anh chị em nhảy qua nhảy lại rồi, các anh chị em cũng nằm trong đó à, cũng nằm trong hệ thống đó thôi à. Các anh chị em hình dung á, cái quan trọng nằm chỗ này, cái người kế các anh chị mà chưa làm được, các anh chị em bỏ qua, các anh chị em tìm cái người kế trên, rồi tìm người kế trên, rồi người kế nữa, kinh doanh này, kinh doanh hệ thống mà các anh chị, được chưa? Rồi, các anh chị hình dung này, đôi lúc chúng ta xem Zalo, xem Facebook, có người này kia, mua 5 cốt, 10 cốt tôi tặng cho cái này, ủa, đối với người mới họ đâu có biết. Đúng không? Chỉ có chúng ta hay nghĩ tới, chắc cái chỗ đó đang làm những cái điều này, điều kia không tốt. Chuyện của họ kệ họ. Họ muốn rao gì rao. Mà khi mà mình chia sẻ một ai đó, mà người đó chỉ vì tham gia cái, thì chỉ vì á, bỏ mình để đi qua đó, để mà mua, để bớt được 200 nghìn, hay là bớt được 10, hay là bớt được 100 nghìn, hay là được 1 triệu, 2 triệu. Để bỏ cái cơ hội mình trao cho, để bỏ cái thời gian của mình, gọi là gì, mình đã ngồi mình chia sẻ mọi thứ rồi, chỉ vì một vài trăm nghìn để mà nhảy đi, để mà bỏ mình đi, thì xin thưa, đi càng sớm càng tốt. Đây là sự thật các anh chị. Những ai mà bỏ mình ra đi vì tiền á, ôi rồi cảm ơn đó. Các anh chị em lưu ý chỗ đó, các anh chị em hiểu ý không? Những ai mà chỉ vì vài ba đồng cốt nhỏ nhỏ xíu ấy nè, mà để mà nhảy đi chỗ khác á, thì vỗ tay ăn mừng đi các anh chị. Bởi vì rất là nguy hiểm trong tương lai. Các anh chị em nghĩ tới chuyện kiếm tiền nhiều hơn mà. Đúng không ạ? Nên là dẹp đi. Những cái người đó như thế, bỏ qua bên, họ phù hợp với nhóm người nào đó, để cho họ làm với nhóm người đó. Ok chưa? Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Đôi lúc á, mình bị mất, mình tức lắm, mình ấn ấp ứng, bởi vì mình tốn thời gian để mình chia sẻ nó. Mình đã tốn rất là nhiều thời gian để mình gì, để mình khai mở nó về cơ hội của rau, cuối cùng đi mất tiêu, khóc chứ, ấm ức chứ. Vũ xin thưa các anh chị này, đây là câu thật, Vũ nói thật là Vũ đã từng trải qua. Hồi 2000 rơi vào khoảng tầm 2006-2007 á, các anh chị, lúc đó khoảng 21-22 tuổi thôi. Làm mạng mà, cũng làm nhị phân y chang như thế này, cũng làm y như rau các anh chị. Và công ty đó bây giờ vẫn còn phát triển các anh chị, và phát triển lớn lắm các anh chị. Vũ chăm cái cô kia gần 3 tháng trời, hỗ trợ rất là nhiều. Đó là một cái cô, trời, Vũ biết được cái cô đó rằng là gì, có mối quan hệ rất là lớn. Nhưng mà buổi ban đầu cô chưa rành thôi, cô mới xuống Sài Gòn thôi, từ Bảo Lộc xuống Sài Gòn, nên chưa quen.
Đó, nên chưa quen biết. Nhưng mà nếu mà sau 3 tháng, 6 tháng mà cô mà rành thành phố rồi á, cô vô được các câu lạc bộ này cô chơi á, thì với cái vai trò cô là gì, vợ của sếp mà, của đài nào đó hồi đó ở trên Bảo Lộc á, thì sao, họ có một cái khả năng rồi, họ làm chuyện lớn rồi, các nhìn được, họ đi buôn bán rồi, làm lớn rồi, nên sao, nên rằng là khi mới tham gia vào á thì sao, thì họ chưa rành đó, thì bắt đầu mình hỗ trợ cho người ta. Nhưng các chị em biết điều xảy ra không? Tới cái ngày mà cổ giới thiệu được một cái người khác, họ mua tới mấy chục mã luôn, có nghĩa là mua mấy chục sản phẩm luôn. Vũ tính rằng là Vũ nghe tới á, Vũ nghĩ rằng tuần đó Vũ sẽ kiếm được khoảng tầm 2.000 đô. Các anh chị em biết 2.000 đô mà của thời kỳ 2006-2007 nó to lắm các anh chị. Với một cái người 21-22 tuổi thì nó to lắm. Nhưng mà cuối cùng các anh chị em biết điều gì sao? Họ đi qua nhánh khác, có một cái người khác làm rất là giỏi, cái chị đó làm rất là giỏi. Cuối cùng sao á, mấy cô đó, Vũ Trâm đó, mấy tháng trời đó, cổ đi qua bên đó, cổ làm nó tiêu. Cái sản phẩm của cái người kia cũng qua bên đó luôn. À, Vũ đâu có gì đâu. Vũ khóc á, nói thật với các anh chị, Vũ khóc ướt hết cái con đường mà Cao Thắng nối dài luôn, còn ở Sài Gòn các anh chị. Các anh chị em hình dung á, ở quận 10 á, ở quận 10 giao với quận 3 đó. Đó là sự thật các anh chị. Và Vũ nói, trời ơi, cũng ấm ức lắm các anh chị. Và câu chuyện này nó diễn ra nhiều lắm. Nhưng mà sự thật các anh chị, ngay cả Vũ nha, cái ngày xưa 2005 nha, cái người giới thiệu trực tiếp với Vũ á, trực tiếp Vũ vô công ty đó, họ giới thiệu đúng được có ngày đầu tiên gặp mặt họ thôi. Sau đó họ, tại vì hệ thống nhị phân các anh chị, thì người đó có được một bên, Vũ khi mà người đó giới thiệu Vũ được một bên là Vũ làm. Tới người đó ngủ luôn, ở nhà luôn. Họ không cần tới nữa, họ mất tích luôn. Họ nói có một câu à, cái cô đó nói với Vũ một câu à, chim mẹ muốn con chim bay á, muốn con chim bay thì phải đạp nó xuống, đạp cho nó bay, để nó tự bay. Thế cuối cùng là, thì mình cứ nghe vậy thôi. Nhưng mà các anh chị em hình dung nè, lúc đó mình nói, trời ơi, người trực tiếp giới thiệu mình mà quăng mình vô đây, rồi tự dưng ấy, mình bơ vơ. Đó, mình không biết làm đâu ấy. Nhưng mà sao ạ, nhưng bắt đầu á, thì cái cô đó, cô ở nhà, cô không đi làm cái thứ khác, cô đi làm tùm lum. Và cô cũng có tiền, tuần nào cô cũng nhận tiền hết. Và tuần nào cô cũng đưa cái tờ check á, hồi đó là ngân hàng của Mỹ á, thứ ba của Mỹ, ngân hàng Manhattan của Mỹ á, là gửi về hàng tuần về tới tận nhà các anh chị. À, và cầm cái tờ check đó là tới cái nhóm để đổi, để cái nhóm đem đi Hồng Kông để đổi. Thời đó nó khó lắm các anh chị. Nhưng các anh chị biết không, đùng cái vài tháng sau, cô không nhận được tiền, bắt đầu cổ mới tới. Khi mà không nhận được tiền á, khi không thì mới thì tới, sao mà tôi không được nhận tiền nữa, sao mà không có thấy nhận tiền, đang nhận tiền ngon tuần nào không nhận mà sao không nhận nữa. Đó, thì các anh chị em hình dung rằng là gì, cái lúc đó Vũ phải tự bơi đó. Vũ xong bám sát cái người khác, à cô này cổ nghỉ rồi không làm thì Vũ tìm người khác trong cái hệ thống, có nghĩa tuyến trên của cô, bắt đầu Vũ bám người này người kia, Vũ vươn lên từ từ làm từ ngày này qua ngày nọ, học đi từ từ. Cuối cùng sao ạ? Cuối cùng cũng đạt được nhiều kết quả, nhưng sự thực là mất rất là nhiều thời gian. Nhưng nhớ lại một điều này, nếu chúng ta đam mê một cái gì đó mà chúng ta mất nhiều thời gian mà chúng ta vẫn còn đam mê nó, vẫn còn thấy được nhiều thứ. Nhưng mà sự thật rằng các anh chị, khi Vũ làm cái công ty đó hơn 10 năm, Vũ không có kiếm được nhiều tiền từ công ty đó. Nhưng chính vì cái chỗ mà mình phải tự lập hết, tự làm hết, từ slide mình cũng phải tự làm, từ thiết kế mình cũng phải tự làm, mày mò dịch từ câu chữ cũng làm, rồi tự làm website, tự làm tất cả mọi thứ. Bắt đầu sao? Coi như là mình giống như là một cái người mà độc lập hoàn toàn, không bị lệ thuộc vào bất kỳ ai. Nhưng mà các anh chị em biết điều gì xảy ra không? Tốn 12 năm cho một công ty, tất nhiên không có thay đổi gì ghê gớm lắm, nhưng mà sao? Nhưng mà luôn luôn trong đầu của mình là gì? Tất cả mọi thứ mình có thể độc lập được hết. Chính vì cái chỗ mà mình độc lập được 12 năm, từ thời 20, 21 tuổi tham gia vào trong một công ty, tất nhiên vẫn kiếm tiền được, gọi là gì? Cũng thủng thẳng, nhưng mà không có gọi là gì? Giàu thôi, không có gọi là siêu giàu thôi. Các anh chị em hình dung ý á. Nhưng mà mình nắm được nhiều thứ, mình tự làm hết mọi thứ. Và các anh chị em biết gì không? Đùng cái có một cái cơ hội, cũng là Internet. Các anh chị em biết là trong vòng 6 tháng thôi, thu nhập bằng 12 năm cộng lại các anh chị.
Đó, các chị em hình dung yếu mà. Giống như bây giờ rất là nhiều director, giống nhiều người max out thu nhập cùng với Rao cũng vậy. Họ cũng đã trải qua rất là nhiều năm các anh chị. Họ trải qua nhiều năm họ lăn lộn, họ độc lập hết rồi. Họ tơi tả rồi. Có những lúc mà khóc rồi. Có những lúc mà bỏ quê rồi. Không về ăn Tết luôn rồi. Bản thân Vũ là bình thường, cái chuyện đó là bình thường. Cuộc sống mà luôn luôn có những lúc thăng trầm. Các anh chị nhớ. Nhưng mà cái ý chí con người của mình á, ý chí vươn lên của mình á, ý chí học hỏi của mình á, ý chí mà gọi là làm việc độc lập á. Khi mà bạn trao cho tôi một cơ hội mà tôi nắm rồi đó, mà tôi hiểu rồi đó, thì tôi bất cần bạn luôn. Thì lúc đó mới ghê gớm các anh chị. Và sự thật các anh chị, các cái director của Vũ họ có hỏi gì nhiều đâu. Gần như là các director tới bây giờ Vũ nói luôn các anh chị, họ chỉ gặp có Vũ có một lần hoặc hai lần thôi, trong mấy cái ngày đầu tiên khi làm sự kiện thôi. Là lúc đó chỉ có vài hai ba chục người thôi, họ có gặp Vũ thôi. Còn kể từ đó tới bây giờ các anh chị, 3 tháng rồi đó, họ có gặp Vũ đâu. Họ làm với Vũ online không à, họ gọi điện thoại Zalo nè, rồi Facebook nè, họ chat không à. Mà giờ họ lên director hết đó. Các anh chị em hình dung ý mà. Bởi vì những con người đó họ đã thăng trầm nhiều rồi. Được rồi, các anh chị hình dung á, họ thăng trầm nhiều rồi. Khi họ bắt được cái cơ hội của Rao, mà cơ hội của Rao là 100% online, nên họ không bị lệ thuộc gì hết. Họ có thể chia sẻ kinh doanh này khắp mọi nơi. Họ có thể tự tổ chức lên những cái buổi nói chuyện. Thì sao? Và họ phát triển rất là nhanh. Và chính vì chỗ đó mà hệ thống My Rao One mới tạo ra rất là nhiều director. Các anh chị anh dùng ạ. Và mới tạo ra được Resident 3 sao. Với một tốc độ mà ta nói rằng là cả thế giới chưa ai đạt được nhanh như thế. Trừ tiếng trên của mình thôi. Trừ tiếng trên của Vũ thôi. Các anh chị anh dùng ạ. Tiếng trên của Vũ là gì? Ngày hôm nay nè. Thì mới lên được cái cấp 16. Được chưa? Vũ đã lên cấp 15 rồi. Các anh chị em nên nhớ. Cần phải chú ý cái việc đó. Chính vì chúng ta phải trải nghiệm. Chúng ta học hết rồi. Nắm bắt rồi. Chúng ta có tinh thần độc lập rồi. Thì sao á? Thì chúng ta làm việc rất là dễ dàng. Các anh chị em chú ý nè. Đôi lúc. Thời điểm trước nha. Chúng ta bị vướng bận về thời gian. Đó là gì? Hàng ngày chúng ta phải đi làm công ty từ sáng tới chiều. Tới tối. Về. Đúng á. Nên rằng là chúng ta dành cái thời gian để mà nghe về Rao rất là ít. Rồi chúng ta phải đi ra ngoài đường, chúng ta làm cái này làm cái kia, rồi đi xem phim, rồi đi làm, ta nói đi chơi, đi uống cà phê. Ta nói là những cái thời gian mà đi giải trí ấy, nó nhiều. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta không thể đi chơi được nữa, không thể đi xem phim được nữa, đúng không ạ? Không thể đi uống cà phê, rồi, không thể rằng là làm những chuyện này, chuyện kia, không thể ăn nhậu được nữa rồi. Thì sao ạ? Thì đây là thời kỳ chúng ta dành thời gian đi ạ. Trong một tháng này chúng ta dành hết thời gian để nắm bắt mọi thứ, nghe hết mọi thông tin đi. Nghe hết người này chia sẻ, nghe hết người kia chia sẻ. Lên Facebook nghe, lên group nghe, rồi lên YouTube nghe, lên tùm lum. Được chưa? Các cái kênh chúng ta nghe hết về Rao đi. Rồi chúng ta mà chưa nghe được hết, chưa nắm được hết, chưa hiểu gì hết, liên hệ với những người trực tiếp của chúng ta. Được chưa? Và khi mà chúng ta có tinh thần độc lập như thế này, tinh thần mà gọi là giống như từ thân vươn lên như thế này, thì tất cả chúng ta cùng mạnh các anh chị, tất cả chúng ta cùng giỏi, tất cả chúng ta cùng đạt được những kết quả lớn. Các anh chị em hình dung không? Chúng ta mà càng lên được cấp càng cao, chúng ta sở hữu được nhiều cổ phiếu bao nhiêu, thì khi cả cái thế giới này nó phát triển lớn mạnh, nó kiếm được, công ty kiếm được nhiều tiền, công ty chia về cho chúng ta, mặc dù chúng ta đang ở Việt Nam các anh chị. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị này. Trong một cơn đại dịch mà chính phủ với chính phủ, đúng không? Mà tặng nhau có 1 triệu đô, 2 triệu đô, 3 triệu đô, 5 triệu đô, 10 triệu đô. Mà ta đã thấy là lớn khủng khiếp rồi các anh chị. Các anh chị em hình dung á. 1 triệu đô to không? Thực ra nghe rất là to. Nhưng mà các anh chị em thấy đi. Cả một quốc gia đúng không? Quốc gia này, ngoại giao quốc gia này, hỗ trợ quốc gia kia, 1 triệu đô, 2 triệu đô là mình đã thấy làm Excel lên rồi. Đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta xây dựng được hệ thống My Rao One, mà chúng ta xây dựng được nhiều người ra, có nghĩa hệ thống của chúng ta mà lan tỏa ra được khắp thế giới, có phải rằng là gì? Đô la
Đúng ạ, đô la Úc, đô la Mỹ, đô la Canada, euro, hay là đô la Hồng Kông, hay là đô la Singapore, hay là đô la Nhật ấy. Gọi là mình dùng từ đô la hết đi. Thì có phải là từ các nước nó có phải đổ ngược về Việt Nam không? Thông qua con đường Internet không? Thông qua con đường Bitcoin không? Đúng không? Đó là sự thật các anh chị. Đó là điều mà đã trải qua hơn 3 tháng qua các anh chị. Và ngày hôm nay các anh chị em đã chứng kiến rằng là gì? Là mọi thứ mà đã chia sẻ từ 3 tháng qua, nó đã và đang diễn ra. Và cả thế giới này nó đang diễn ra những thứ mà chúng ta đang nói nhiều tháng qua. Đúng không? Vấn đề là chúng ta có nghiêm túc hay không thôi. Chúng ta đang rảnh nè, chúng ta đang có thời gian nè. Nhưng mà chúng ta đang ôm các bộ phim Hàn Quốc nè. Chúng ta đang ôm các bộ phim truyền hình nhiều tập nè. Chúng ta phải này kia, rồi có nhiều thời gian mà lo gì, ngày mai cũng đâu có đi làm đâu. Coi nốt bộ phim đi rồi ngày mai nghe ông Vũ nghe livestream sau. Rồi ngày mai nghe công ty rao cũng được, nghe kia công ty rao cũng được. Hết năm này mà các anh chị em mà còn chưa lo tập trung với rao. Bây giờ các anh chị em biết về rao mà các anh chị em không lo tập trung về rao. Rồi các anh chị em đợi cuối năm để làm. Thì xin thưa các anh chị em bỏ lỡ cơ hội lớn nhất trong lịch sử của loài người các anh chị. Các anh chị em hình dung nhé. Vũ ở đây không phải là nói cho nó quá lên các anh chị. Không phải nói cho nó quá lên đâu các anh chị. Vũ cũng chưa gặp cái ông mà sáng lập ra. Vũ cũng chưa nghe được cái ông CEO đó. Gọi là chưa gặp trực tiếp. Đã bởi vì sao? Tháng đáng ra là ngày 25, 26, 27, 28, 29 là có một cuộc họp là resident ở bên Dubai là với hai đồng sáng lập của công ty. Nhưng mà vì virus nên không gặp được các anh chị. Các anh chị em hình dung với ạ. Nhưng mà các anh chị em hình dung về nè. Chúng ta không phải nhất thiết phải cứ gặp mặt nhau thì chúng ta mới ra chuyện. Được chưa? Các anh chị em để đi. Ngày trước Vũ vẫn livestream, Vũ hay nói đừng có bao giờ cứ nghĩ rằng là gì phải ăn nhậu mới ra được doanh số. Cái đó là xưa rồi Diễm. Cứ phải là gì đi ra ăn nhậu. Thế thì ngày hôm nay virus ra đời để bỏ hết những cái thứ đó các anh chị. Bỏ những cái thứ mà chúng ta cứ nghĩ nó là phải như thế thì nó phải mới được kết quả. Các anh chị em biết không, ngày hôm qua hệ thống của MyRoundOne Việt Nam thôi nha, chưa tính thế giới nha, riêng Việt Nam thôi là 956 gói một ngày các anh chị, 956 gói. Khủng khiếp chưa? Từ Việt Nam lan ra. Chưa kể rằng là gì? Nhiều nơi khác nữa. Đó là sự thật các anh chị. Đó là Internet các anh chị. Đâu có cuộc ăn nhậu nào đâu. Nhưng kết quả ra rất biết. Ta nói gấp 3 lần những ngày ăn nhậu. Đúng không? Gấp 3 lần những cái buổi tiệc tùng. Gấp 3 lần những cái buổi đi karaoke để mới ra doanh số. Chúng ta cứ nghĩ nó như vậy. Nhưng thực ra khi xảy ra chúng ta mới thấy được rằng là gì? Giá trị của Internet, giá trị của những thông tin. Đúng không? Giá trị của thời điểm. Ok, các anh chị em chú ý nha. Giá trị của thời điểm cực kỳ quan trọng. Các anh chị em làm một năm 2020 này mà thành công á, là xong phim rồi các anh chị. Khi mà mọi thứ nó qua đi, đúng không? Khi mọi thứ nó qua đi, thì có phải rằng chúng ta đã đạt tới được cái điều là gì? Hàng chục triệu người đã tham gia vào rao rồi đúng không? Có thể tuần này hoặc tuần sau công ty đạt được 3 triệu thành viên. Vậy thì có phải là kết thúc cuối năm 2020 mà khi mà chúng ta đã đạt được hơn 10 triệu thành viên hoặc là 10 triệu thành viên đi. Thì có phải rằng là cái sự tương tác nó đã đủ lớn chưa? Giống như các anh chị em hiểu như thế này nè. Vũ lấy ví dụ cho các anh chị em hình dung như thế này. Hôm trước á, là Vũ kể câu chuyện cho các anh chị về cái võng đúng không? Đầu tiên các chị phải tác động một cái lực rất là mạnh. Xong bắt đầu sao? Khi mà nó có quán tính rồi thì sao ạ? Thì cái võng nó tự xít. Lâu lâu mình chạm xíu nữa thôi. Lâu chạm xíu nữa thôi. Còn bây giờ Vũ hỏi các anh chị nè. Các chị em tưởng tượng nè. Khi mới bắt đầu á. Giống như cái á, giống như bây giờ mình lăn một cái quả bóng á, trên tuyết á. Đầu tiên á. Cái mình lăn nó rất là. Cái cục đó nó nhỏ. Nhưng mà từ từ á, nó to lên. Nhưng mà cái cục đó mà lên được cái ngọn núi rồi á.
thì mình chỉ cần thả thôi là nó tự chạy thôi. Buổi ban đầu nó khó, 1 triệu thành viên nó khó, 2 triệu thành viên nó khó, 3 triệu thành viên nó khó. Chứ mà lên 10 triệu thành viên rồi, có anh chị có làm gì hay không làm gì, thì 10 triệu thành viên này nó chỉ cần post một thông tin lên trên các mạng xã hội thôi, hoặc là nó chỉ cần một nhắn tin thôi, thì nó đã tác động lên hàng trăm triệu người rồi các anh chị. Các anh chị em hình dung yếu à. Cái đó mới là cái quan trọng các anh chị. Khi mà công ty đạt được 10 triệu thành viên rồi, thì lúc này á, bất cứ một cái thông tin gì ra, lúc bất cứ lúc đó có sản phẩm gì ra, click một cái thôi thì là đã có hàng trăm triệu người biết rồi và xài sản phẩm rồi, xài dịch vụ rồi. Lúc đó các anh chị em thì sao ạ? Lúc đó các anh chị em ngồi ở nhà lãnh tiền từ hệ thống, lãnh hàng tháng tiền từ 18 cái bể, lãnh hàng quý tiền từ các cổ tức, từ các cái lợi nhuận của công ty kiếm được. Tuyệt vời chưa? Thời điểm này là thời điểm vàng nè. Thời điểm này là thời điểm mà chúng ta cần phải tập trung nè. Ok, các anh chị em hình dung ý á. Ok ha. Đó là phần Vũ chia sẻ vào tối ngày hôm nay để cho các anh chị em nắm. Thứ nhất, các anh chị em phải chú ý lại cái việc rằng là gì? Đừng có thấy chân nhau một vài đồng cốt, thấy vài đồng mà gây ảnh hưởng tuyến trên và tuyến dưới. Đừng có làm như vậy ảnh hưởng tới mọi thứ. Được chưa? Có những người tuyến trên họ theo cái ba rem họ cứ làm. Các anh chị em mình vô, đôi lúc họ có hồn họ tạo ra cốt thì sao? Họ chia sẻ lại cho mình. Được chưa? Hoặc là các anh chị em có thể thanh toán bằng bit. Được chưa? Ok. Chân nhau vài đồng không giải quyết được vấn đề. Cái quan trọng hơn là chúng ta cùng nhau hợp tác, cùng nhau đạt được cái mục đích lớn hơn kìa. Được chưa? Còn cái câu chuyện rằng là gì? Khi chúng ta xây dựng một cộng đồng nào đó thì sẽ có những con người họ sẽ phá, sẽ có những con người không phù hợp với họ, sẽ có những con người á, họ sẽ nói xấu này, nói xấu kia. Bởi vì sao vậy? Có thể họ chưa hiểu. Thì sao? Họ cứ nói này, nói nọ. Thế thì giống như bây giờ Vũ hỏi các anh chị, 3 tháng qua, cái câu hỏi nhức đầu nhất đó là gì? Ngày nào chia cổ tức? Lúc nào chia cổ tức? Lúc nào công ty sẽ chia? Lúc nào đây? Lúc nào đây? Lúc nào công ty sẽ chia cổ tức? Đúng á. Bây giờ công ty có ngày rồi đó. Vũ vẫn nói rằng là gì? Công ty có cái gì á thì công ty sẽ báo tin tức trên đó. Ok chưa? Các anh chị hình dung ạ. Việc của chúng ta là gì? Việc của chúng ta cần phải nắm. Đó là chúng ta đang được những người tạo ra những công ty trước đó, những cái gì đó lớn lao trước đó, và họ đang có những cái ý tưởng lớn lao hơn nữa. Họ đang muốn tạo ra những cái thứ lớn lao hơn để giúp cho nhiều người thành công hơn. Được chưa? Và họ là những người thực việc thực. Và chúng ta không cần phải bia họ. Nhưng mà sao? Các anh chị em có thể lên Google để tìm ra họ. Các anh chị em có thể lên Wiki để xem họ. Các anh chị em có thể lên YouTube để xem họ. Đúng không? Chúng ta không cần phải bia thêm. Nên sao? Nên rằng là chúng ta cần phải chú ý rằng là gì? Mọi thứ nó có sẵn hết rồi. Vấn đề là những người hay hỏi, những người mà hay gọi thắc mắc, thì chúng ta cứ chia sẻ, chúng ta có gì chúng ta chia sẻ cho họ nắm. Đôi lúc chúng ta không nhất thiết là gì? Phải trình bày thỏa mãn tất cả các câu hỏi của họ. Các anh chị em mình vô ạ. Đôi lúc chúng ta không thể thỏa mãn tất cả các câu hỏi của những người mà chúng ta chia sẻ. Cái hay nhất đó là gì? Anh ơi, anh cứ tìm hiểu đi, cái công ty này hay lắm, thú vị lắm. Anh ráng dành thời gian để mà tìm hiểu. Anh ráng dành thời gian để mà nắm bắt. Được chưa? Ok ha. Cách hay nhất đó là gì? Hướng cho người ta khám phá. Các anh chị em hiểu ý không? Cách hay nhất là hướng cho người ta khám phá. Các anh chị em biết không? Tuyến trên của Vũ, đúng không? Tuyến trên của Vũ giới thiệu Vũ rất đơn giản thôi. Bởi vì Vũ có mối quan hệ nhiều năm rồi. Nên sao? Người ta chỉ có gửi, ê, mày xem 2 đoạn phim này đi. Đó, thì Vũ xem 2 đoạn phim. Được chưa? Ê, mày xem cái bài slide này đi. Rồi, Vũ vô Vũ xem slide. Thế là Vũ xem, bắt đầu Vũ đi vô, Vũ tìm. À, Vũ vô tìm, việc đầu tiên Vũ khi Vũ search round one trên Google là ra round one scam.
À, nghĩa là gọi là rao quanh lừa đảo, à, đọc hết cái này, đọc hết cái kia, ở nước này bắt đầu nó nói xấu này, nói kia, à, ô, có cái chỗ này nó nói tốt này, có chỗ này nói tốt này, ô, lên YouTube này, wow, có nhiều người trên đó quá ta, sao nhiều người chia sẻ rao dữ ta, ô, bắt đầu xem, nghe, rồi bắt đầu vô website để đọc, rồi bắt đầu tìm cái người sáng lập, đọc này, đọc kia, có những lúc này, tiêu cực kia, nhưng về cơ bản là gì, họ đã tạo ra được những cái gì lớn lao rồi, đó. Bắt đầu mình phân tích, bắt đầu ngồi diễn giải, mình nắm bắt mọi thứ. Bắt đầu mình sẽ nói, ừ, có một lượng người đang nói rất là xấu. Có lượng người thì đang nói rất là đẹp. Các anh chị biết không? Có những trường hợp đến nỗi như vậy nè. Thấy là buồn cười luôn. Chính những người rao quanh luôn các anh chị. Chính những người làm rao quanh ở nước ngoài luôn các anh chị. Họ tự vô nói, công ty này xạo này, công ty này nó lừa này, công ty này không trả tiền này. Họ nhắn tin cho Vũ, họ nhắn tin cho nhiều người nữa. Họ thông qua cái số điện thoại trên group, trên nhóm, trên Telegram, tên này, trên kia các anh chị. Họ nói là họ làm rao quanh. Họ vô, họ nhắn tin. Rao quanh nè, 5-10 ngày nay không trả tiền. Bit rút, không về. Nhưng mà xin thưa các anh chị. Bit rút từ 1 ngày tới 14 ngày là nó về. Có người về 1 ngày, có người về 2 ngày, có người về 3 ngày, có người về 5 ngày, có người về 14 ngày. Trong khung đó. Còn nếu ví dụ giống như tới 14 ngày mà chúng ta chưa được nhận, chúng ta viết một lá thư gửi về công ty, rồi công ty sẽ trả về. Chuyện bình thường, đâu có gì phải ghê gớm đâu. Các anh chị dùng ý. Nhưng mà có những cái thằng nước ngoài á, mình đâu có biết là nước ngoài, cứ mình cứ nghe nước ngoài, hoặc là nghe nước lạ nào đó, đúng không? Chúng ta cứ nghe không à. Nhưng nước nào, người nào, nước nào cũng có người này, người kia. Nhưng những cái nước gia, quốc gia phát triển thì cái số người tốt, cái số người hay nó vẫn nhiều hơn. Được chưa? Nhưng lâu lâu nó vẫn sót ra những con người đâu có hay đâu. Các anh chị dùng ý ạ. Nó vô nó chat. Nó nói ra quạt ok nhưng công ty không trả tiền rồi này kia. Cuối cùng sao các anh chị? Nó nói những cái điều tiêu cực. Sau bắt đầu nó hồi nó giới thiệu cho mình cái thứ khác. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị. Max out một tuần 20 ngàn. Mà giờ nó nói rằng là tao giới thiệu cho mày một cơ hội to hơn nữa, kiếm hàng triệu đô. Bây giờ vừa hỏi các anh chị nè, cái công việc nào nó cũng phải bắt đầu. Đúng quá, tự dưng. Bây giờ mình đang nói smart out 20 ngàn. Mà mình đưa ra rồi, mình nói luôn liên tục 3 tháng rồi. Nhưng mà nó vẫn còn nói, không, tao có cái cơ hội to hơn này. Rao quanh nó dày. Đó, xong bắt đầu á, là nó đưa cho cái cơ hội này triệu đô này. Mà Vũ nói thật các anh chị, với kinh nghiệm của Vũ á, làm internet, đúng không? Vô xem cái hệ thống, trời ơi, nhìn cái website cùi bắp, chả có gì hết. Cuối cùng sao? Rất là phân tâm, tốn thời gian cho những cái chuyện đó và lốc. Đó, các anh chị nhau, chính những người rao quanh đi giới thiệu vậy, hỏi ở đâu? Colombia, đã hỏi ở đâu? Nước này, nước kia. Nên là các anh chị em chú ý nè, đôi lúc trong cuộc sống á, có những người á, không phải mình nghĩ rằng là họ đang làm rao quanh là có nghĩa rằng đôi lúc chúng ta cứ hình dung là ai làm rao quanh cũng tốt hết, hoặc là ai làm bảo hiểm cũng tốt hết. Đâu phải ai cũng làm, nói chung rằng là gì? Nhiều người á, tất nhiên chúng ta luôn luôn có một niềm tin là gì? Tất cả mọi người đều tốt. Được chưa? Nhưng mà vì hoàn cảnh nào đó họ mới xấu đi thôi. Các chị em hình dung biết. Đôi lúc á, họ muốn mình làm một cái thứ khác. Nên sao ạ? Họ nói tiêu cực cái việc này cho mình. Để làm gì? Để mình nghĩ những thứ khác. Đôi lúc mình đang khó khăn cái việc này. Họ nói thêm cái tiêu cực vô. Họ bồi cái tiêu cực vô. Để làm gì? Để họ dẫn mình đi qua một cái thứ khác. Đó là chuyện bình thường. Cuộc sống này nó diễn ra rất là nhiều. Nó diễn ra ở nhiều thứ khác các anh chị. Nhiều công ty khác. Nên các anh chị em cần phải chú ý cái việc đó. Chúng ta phải tỉnh cái việc này. Bởi vì nếu chúng ta mà không tỉnh cái việc này, chúng ta sẽ bị tác động. Các anh chị em hình dung ý. Ok ha. Tại sao có những trường hợp có nhiều trường hợp là thu nhập 14 ngày, có người họ về, có người chưa về, xong bắt đầu là họ lồng lộn lên, tôi sẽ không làm nữa. Đó, tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như cái kia. Cuối cùng viết thư lên thì công ty. Thì vấn đề thì gì? Vấn đề nếu mà có sai sót thì sao? Mình viết thư, mình báo, mình sẽ hỏi kỹ lưỡng về ba cái chuyện này. Thì khi mình viết thư, mình trả lời, mình xem
xong hết đi mọi thứ đi, rồi thỏa mãn đi, rồi lúc đó mình hãy cồ cồ lên, mình hãy là như thế này như thế kia đó. Nên là có nhiều người á, các anh chị em để ý nè, thông qua những cái ý đó thôi là chúng ta sẽ biết được cái tâm tính của người đó, các anh chị em mình vô biết. Nên á, các anh chị em cần phải gì, cần phải vững chãi hơn, được chưa? Nên á, ở đây Vũ mới nói rằng là gì, ở đây Vũ chia sẻ các anh chị một bí mật thôi, thêm một bí mật nho nhỏ thôi. Ngoài cái chuyện chúng ta kiếm tiền, nhưng mà khi các anh chị em kiếm được tiền xong, các anh chị em để chúng ta muốn sẽ kiếm danh, kiếm danh, kiếm này kiếm kia. Và ở đây ra quanh nó sẽ có hai mức: một, anh sẽ max out thu nhập, và hai là gì, đồng thời vừa max out thu nhập anh vừa lên cấp. Các anh chị em để đi, khi mà các anh chị em lên cấp càng cao thì trách nhiệm mọi thứ các anh chị em sẽ sợ, hoặc lời nói hay là hành động các anh chị, mọi thứ các anh chị em làm các anh chị em phải chú ý tới, đúng không ạ? Tất cả chúng ta làm môi trường nào cũng vậy, chúng ta càng lên cấp cầu càng cao, chúng ta càng thể hiện sự, có nghĩa rằng là gì, được xã hội, được mọi thứ công nhận, thì sao, chúng ta sẽ làm một cách sao nó có giới hạn. Có nghĩa rằng là gì, chúng ta sẽ hạn chế đi những cái điều mà tác động tiêu cực, những cái điều xấu, đúng không? Nên rằng là gì, trong rau quanh cũng vậy, chúng ta cần phải sao từng bước nâng mình lên. Chúng ta càng nâng mình lên sao, nhiều người sẽ ngưỡng mộ chúng ta hơn, nhiều người sẽ yêu thích chúng ta hơn. Nhưng không phải tất cả mọi người đều cùng yêu thích mình, có những người họ không thích mình, không quan trọng, được chưa? Nhưng chúng ta luôn luôn phải sao suy nghĩ về việc, ủa tại sao nhiều người không thích mình về việc đó, để làm gì, để bắt đầu mình phải cải thiện nó, để làm sao cho mình nó tốt hơn. Bởi vì khi mình tốt hơn thì hệ thống của mình nó sẽ phát triển tốt hơn. Các anh chị mình vô ạ. Ok, thêm một ý nữa, việc này hay lặp đi lặp lại, nên trong các livestream á, đôi lúc Vũ cũng sẽ thêm lại ở những cái ý của những cái trước đó, để cho các anh chị em cũ hoặc là những anh chị em mới mà chưa từng nghe, để có thể nghe, để nắm bắt. Các anh chị em hình dung như thế này, khi các anh chị em tham gia vào Round One, được chưa, vào hệ thống My Round One, các anh chị em cần phải chú ý trong cái việc rằng là khi mà mình hợp tác với người này với người kia, được chưa, chúng ta cần phải lắng nghe. Nghe đây, để xem coi có hợp lý hay không. Điều này cực kỳ quan trọng các anh chị. Và khi các anh chị em nắm hết rồi, ý này rồi, nên á, là khi quá trình mà chúng ta làm á, chúng ta sẽ tìm coi cái người nào trong nhóm của mình, tìm coi những người nào trong hệ thống của mình, những người nào mà là những người mà gọi là phù hợp với mình, tâm tính của họ với tâm tính của mình nó phù hợp với, gọi là giống như là gì, nó hợp gu với nhau, giao lưu được với nhau, nói chuyện được với nhau, làm sao cho nó hợp lý. Và mình nên làm sao kết hợp với họ để cùng làm. Như vậy á, nó sẽ rất là mạnh các anh chị, được chưa? Cái ý này nó không phải rằng là gì chúng ta bỏ qua hết, nhưng mà sao ạ, nhưng mà chúng ta tham gia thì chúng ta vẫn tham gia với cái người giới thiệu chúng ta rồi, được chưa? Nhưng chúng ta cần phải tìm thêm ít nhất là 5 người trên của chúng ta, hoặc là những người xung quanh cùng làm rau chúng ta, để làm gì, để mình học hỏi, để mình giao lưu. Chứ mà đừng có làm theo cái hiện tượng, ráng làm sao đừng có làm theo cái hiện tượng nhảy bên này một mã, tôi thích bên anh tôi sẽ bỏ bên anh một mã, được chưa? Rồi em thích chị lắm em bỏ bên chị một mã, ôi cháu thích bác lắm cháu bỏ bên này một mã. Wow, cuối cùng mình bỏ ra 5-7 mã luôn. Thứ nhất vừa tốn tiền, thứ hai phải nhớ nhiều mật khẩu, thứ ba anh chị em thích cái người đó, anh chị em bỏ vô đó, nhưng mà các anh chị em đâu có thể phát triển được đó đâu. Nói hay lắm, bỏ mã vô có phát triển được gì đâu. Đúng quá. Bỏ vô thì phải làm, mà phải làm cho ngô ra khoai thì người ta mới thích chứ các anh chị, người ta mới máu chứ. Chứ đừng có vì cái gì, vì một cái ý gì đó mà tự dưng rồi bỏ vô đó mã, bỏ đây mã, bỏ vô đây mã, bỏ kia mã. Nó không hay, nó không có đúng. Các anh chị nhớ, với lại một tài khoản của mình á, thì chỉ có một thông tin của mình thôi. Có nghĩa là gì? Tên của mình, chứng minh của mình, hay là một người chỉ có một tài thông tin thôi. Có nghĩa là chứng minh của mình này, bằng lái của mình này, hộ chiếu của mình này, thì cũng chỉ có là một tài khoản của mình thôi.
chứ đừng có là gì tạo ra 5-10 tài khoản xong bắt đầu á là chứng minh một tài khoản, hộ chiếu một tài khoản, bằng lái một tài khoản, rồi cái giấy phép lấy giấy gì đó nữa, rồi một tài khoản nữa. Đừng có làm như vậy, cái đó là sai. Các anh chị em mình dùng ý, cái đó là sai, không có đúng. Ví dụ các anh chị em lỡ mà có tạo ra 5-7 tài khoản, thì các anh chị em dùng một cái tài khoản chính nào của mình á, mà mình làm việc cái này, thì mình KYC với cái của mình. Còn cái tài khoản còn lại thì mình có thể lấy thông tin của mẹ mình, ba mình, con của mình, hay cháu của mình, hay người nào mình yêu quý, thì mình tạo ra, thì mình KYC cho họ. Còn không á, thì các anh chị em giữ mật khẩu, gọi là giữ password, được chưa? Cho nó thật kỹ, được chưa? Và phải nhớ, chứ nhiều khi quên, quên luôn cả password, quên luôn cả password email nữa, thì lúc đó này, lúc mà công ty nó chia cho cổ tức, hoặc rằng là gì, cổ phiếu mà sau này nó tăng giá đi, lúc đó mà quên password, rồi quên mật khẩu, gọi là quên mật khẩu á, văn phòng, rồi quên mật khẩu luôn có email nữa, thì lúc đó lại mệt. Các anh chị em hình dung em. Vậy cách tốt nhất là các anh chị em nên chuẩn bị từ ngay lúc đầu. Đó là gì? Phải chắc chắn cái tài khoản của mình. Đó. Ví dụ giống như bây giờ bản thân Vũ thôi, khi Vũ làm đi, cái tài khoản của Vũ là Vũ phải luôn chắc. Vũ phải luôn KYC cái tài khoản của Vũ. Đầy đủ, chuẩn bị tất cả cho nó ok. Đặt mật khẩu ta nói là dài dòng dòng luôn, nhưng mà phải lưu lại. Lưu lại còn kỹ hơn cả sổ đỏ các anh chị. Lưu lại còn kỹ hơn là vài cái cục vàng mà mình đang giấu trong nhà. Đúng không? Mình phải lưu lại cho thật là kỹ. Để làm gì? Lỡ nhiều khi mình quên. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị nè. Ở đây Vũ không có nói rằng là tiêu cực, không nói là ý xấu. Nhưng bây giờ Vũ hỏi các anh chị, lỡ ngày mai hai cái người mà các anh chị không thấy tiềm năng á, các anh chị em chú ý nè, có phải mình tham gia, mình giới thiệu người trái, người phải, hai cái người này nhiều khi mình thấy họ không có tiềm năng, có thể là buổi ban đầu họ chưa học, chưa thấy được, hoặc rằng là gì, họ chưa có thời gian thì họ chưa phát triển được. Nhưng mà đùng một ngày nào đó tự dưng ấy, ngày đó mình có tham gia rau quanh mà ta thấy công ty nó gửi về trong email nè, có cái sự kiện gì đây đó, tự dưng người ta vô ta tìm hiểu, lúc đó người ta rảnh người ta vô ta tìm hiểu, tự dưng vô YouTube nghe có cái ông nào suốt ngày ngồi trong xe trong bóng tối là chia sẻ về rau, tự dưng nghe hay quá ông nổi máu lên ông làm đó, tự dưng hai cái người này họ làm, các anh chị em max out thu nhập 20.000 tuần mà các anh chị em không biết, đúng không ạ? Đúng không ạ? Sự thật là như thế mà, sự thật là đã diễn ra như thế mà. Các anh chị em tham gia 99, các anh chị em giới thiệu hai người tham gia 99 lỡ xui một phát thôi, hai người này họ lên YouTube hoặc là vô tình họ nghe ai nói rau rau, tự dưng họ vô họ nghe, tự dưng hợp lý. Các anh chị em nói thì không hợp lý, nhưng mà lỡ lên nghe một cái người nào đó nói hợp lý làm, thì có phải lúc mà người ta quay, người ta vô ta làm, người ta hiểu hết rồi. Các anh chị em đâu cần đào tạo người ta đâu. YouTube đào tạo họ rồi, Facebook đào tạo họ rồi, Director đào tạo họ rồi, nhiều người mắc ao thu nhập trên thế giới này đào tạo họ rồi, đào tạo qua YouTube, đào tạo qua Facebook, đào tạo qua các group Zalo rồi. Thì sao á? Thì tự họ làm. Mà hai người mà họ làm cái, các anh chị em mắc ao thu nhập 20.000 tuần. Đúng á. Và điều đó đã diễn ra các anh chị, đã xảy ra rất là nhiều rồi các anh chị. Nên sao ạ? Nên các anh chị em chú ý nè, tài khoản của mình là mình phải giữ, phải thật cho kỹ. Nhưng thêm một ý nữa, phải để cho một ai đó, một ai đó là người thân của mình, vợ mình, người yêu của mình, hoặc mà người yêu phải xem lại nha, các anh chị em phải chú ý nha, hoặc là mẹ mình, ba mình, hay là một người nào bạn thân thiết của mình, là gì? Phải biết được thông tin là mình đang làm rau quanh. Chứ còn mà giấu diếm diếm á, lỡ mà mình có xảy ra cái gì đó, đúng không ạ? Thì sao ạ? Thì người thân của mình, đúng không ạ? Không nhận được. Nếu các anh chị em đã bắt đầu có được thu nhập từ rau quanh rồi, thì xin thưa, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Được chưa? Chuẩn bị trước mọi thứ. Bởi vì sao vậy?
Bởi vì á, đôi lúc chúng ta có những cái rủi ro không biết được, mình không biết được, nhưng đó là một tài sản quý giá, mình sẽ giữ lại cho cái người thân yêu của mình. Các anh chị em hình dung ý không ạ? Ví dụ các anh chị em mua cái nhà, các anh chị em bỏ tiền vô ngân hàng, đúng không ạ? Thì sao ạ? Thì cái ngôi nhà đó hiện hữu, thì cái người mà ở xung quanh mình, người thân của mình, họ sẽ hưởng. Nhưng mà cái tài khoản rao quanh thì người ta đâu có biết. Ok chưa? Nhưng mà xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu mà mình nói rao quanh, nhiều người cứ nói, ôi đi làm ba cái đa cấp này thôi, bắt đầu người ta ghét, người thân của mình, họ ghét mình, họ không thích mình. Mà đời nó nhục một cái chỗ này các anh chị. Khi bản thân Vũ cũng làm vậy thôi. Cô dì chú bác ta nói tất cả tần tật nghe tới, ôi cái thằng Vũ làm đa cấp, thằng Vũ làm đa cấp. Cái là bắt đầu là gì? Từ bạn bè cho tới tất tần tật. Nhiều người lắm. Phần lớn là 80% đến 90% là họ nói mình rồi. Họ nói mình, họ nhìn mình một cái ánh mắt. Nó thiệt rằng là không có thiện cảm. Nhưng có một sự thật. Chính những cái người mà họ ghét mình nhất á. Thì khi mình nhiều tiền nhất á. Thì họ là xài nhiều nhất. Họ xin nhiều nhất, họ mượn nhiều nhất, hoặc là mình cho họ nhiều nhất. Đời nó nhục là nhiều khi nhục cái chỗ đó các anh chị. Các anh chị em hình dung yếu mà. Cái chính của chúng ta đừng quan tâm tới chuyện đó. Chúng ta biết rồi, chúng ta đừng quan tâm tới việc đó. Cái quan trọng á là gì? Cái quan trọng khi chúng ta tạo ra được rồi, nó bắt đầu hình thành lên được rồi. Được chưa? Nó hình thành lên được rồi. Hình thành lên được hệ thống. Bắt đầu nó rỉ rả, nó về 36 đồng. Lâu lâu nó về 72 đồng. Nó lâu lâu về 108 đồng. Lâu lâu nó về 900 đồng. Thì lúc đó là các anh chị em đã có hệ thống rồi. Và lúc đã có hệ thống rồi á, thì YouTube nè, Facebook nè, các cái cộng đồng nè, nó đã hỗ trợ rồi. Hoặc là hệ thống website Mai Rau Quanh nè, rồi cộng đồng của Mai Rau Quanh nè, cộng đồng của toàn thế giới này, nó tác động tới hệ thống của các anh chị. Thì hệ thống các anh chị tự nổ hoa. Những con người trong hệ thống các chị tự dưng nó nở hoa. Được chưa? Và lúc này sao? Thì tiền nó tự động nó về tài khoản các anh chị. Ok. Không phải tất cả mọi người đều được như vậy. Nhưng cơ hội nó luôn công bằng cho tất cả mọi người. Được chưa? Không biết ai sẽ được cái điều đó. Nhưng nếu tâm thế của chúng ta, tâm trí của chúng ta luôn luôn nghĩ như thế, chắc chắn sẽ đạt được các anh chị. Các anh chị em tin thôi. Các anh chị em suy nghĩ cái việc gì nhiều, các anh chị em chú ý nghĩ gì nhiều, các anh chị em cầu nguyện thứ gì nhiều, thì cái thứ nó sẽ đến. Nhưng không phải cầu cái là nó đến. Không phải nó cứ cầu cái ngày mai nó đến. Không có. Có những thứ các anh chị em cầu một năm nay, nhưng 10 năm sau nó mới đến. Có những thứ các anh chị em cầu liền, ngày mai được nhận luôn. Đúng không? Nhưng có những thứ mất nhiều năm. Tại sao có một người 21 tuổi trở thành tỷ phú, mà tại sao có một người tới 70 tuổi mới trở thành tỷ phú? Tại sao có một người 25, 30, 40, 60? Đó là cuộc đời mà các anh chị. Đó là cuộc sống. Vấn đề câu chuyện rằng là chúng ta chưa biết được cái thời điểm chúng ta đạt được. Các anh chị em vô. Tại sao Vũ làm cái công ty kia 12 năm trời? Đam mê 12 năm trời. Hàng bao nhiêu người giới thiệu đi làm công ty khác không? Chưa đi được. Tại chưa thấy gì hay hơn. Chưa thấy gì hay hơn đó. Chưa đi. Mặc dù không có đó. Không có nhiều tiền. Nhưng không thiếu. Vẫn là làm online. Không thiếu. Thì sao? Chưa đi. Nhưng mà sao? Nhưng khi mà bắt đầu dịch chuyển một cái thôi, mọi thứ sang trang các anh chị. Và các anh chị em biết không ạ? Ngay cả lúc này nè, khi kiếm được tiền từ các công ty khác, các tập đoàn khác, các thứ khác, Vũ vẫn luôn luôn sao? Có tiền Vũ quay lại cái công ty mà Vũ làm 12 năm á. Vũ lại mua hàng từ công ty đó. Mua đồng hồ nè, mua trang sức nè, mua dây chuyền nè, mua máy lọc nước nè, máy lọc không khí nè, mạch dây chuyền năng lượng nè, đĩa năng lượng nè. Công ty nó có nhiều lắm. Mình yêu công ty đó 12 năm. Mình nói sự thật rằng là gì? Nó rất là hay. Mà chỉ vì là mình đang ở trong nước Việt Nam. Và cái công ty về sản phẩm thì nó bắt buộc là gì? Nó phải có văn phòng. Nó phải có giấy phép. Rồi nó nhiêu khê lắm. Nên sao? Nên công ty nó không đến được. Nó có đến được nhưng nó không làm tốt được. Nó không làm thỏa mãn giống như cái chí của mình suy nghĩ.
các anh chị em mình vô yếu á. Cái đó mới là cái quan trọng các anh chị. Nhưng mình thấy những cái đó mình phân tích, khi mình phân tích những cái điều đó rồi thì mình mới thấy, ồ, ở round one này nó không cần văn phòng nè, nó không cần nhiều thứ, được chưa? Nó online 100%. Bây giờ vụ hỏi các anh chị nè, có nhiều người hỏi sao round one không có văn phòng, sao round one không có giấy phép hoạt động ở Việt Nam, sao round one không có cái này, thuế kia tùm lum. Ủa, chúng ta đang sống trong thời kỳ internet mà. Các anh chị em kiếm được tiền ra quanh đi, rồi các anh chị em đi ra xài đi, các anh chị em đóng thuế đó. Các anh chị em kiếm được nhiều tiền trong ra quanh đi, các anh chị em đi ra mua chiếc xe hơi, các anh chị em đã đóng thuế rồi đó. Các anh chị em mua một chiếc xe hơi là các anh chị em đã đóng thuế hai chiếc xe hơi. Đúng không? Các anh chị em đổ một lít xăng là các anh chị em đã đổ thêm 2 lít xăng tiền thuế. Đúng không? Đó. Nên đừng có chú trọng vô những cái chuyện đó. Giống như bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, các cái công ty mà đang game ở đâu không biết trên thế giới này, họ đang quảng cáo trên Facebook đó, và các anh chị em tự dưng vô thấy cái game đó hay, các anh chị em tải về, các anh chị em chơi, các anh chị em có quan niệm cái công ty đó có đóng giấy phép chưa, có mở văn phòng ở Việt Nam chưa, các anh chị em có hỏi không? Không. Nhưng mà các anh chị em thấy cái game đó hay, các anh chị em chơi, các anh chị em thấy cái sản phẩm đó hay, các anh chị em mua. Ví dụ các anh chị em lên mạng đi, các anh chị em thấy sản phẩm này hay, sản phẩm kia mua, các anh chị em đặt, các anh chị em mua thôi. Đúng không? Rồi các anh chị em có hỏi cái công ty đâu rồi làm, rồi ta nói hỏi tùm lum, rồi mã số thuế làm sao rồi tùm lum. Chứ khổ vậy. Có một sự thật trên internet, Vũ muốn chia sẻ các anh chị em một bí mật trên internet. Cái thằng nào mà nó sâu nhiều nhất, cái thằng nào mà nó cứ ngồi trình bày cái văn phòng nó to nè, địa chỉ nó rõ ràng nè, số điện thoại nè, email nè, giấy phép nè, mã số thuế nè, nghe nè. Phần lớn những cái công ty đó, nói thật, phần lớn nha, không nói là tất cả, phần lớn những công ty đó mang yếu tố là gì? Scam là phần lớn. Nếu mà liên quan tới mà cơ hội kiếm tiền online này kia, mấy cái thằng mà nó sâu nhiều nhất là chính là phần lớn là những cái thằng đó là cái thằng mà ta nói rằng là khả năng mà lừa đảo là cao nhất, khả năng mà xạo là cao nhất. Phần lớn các anh chị. Nên á, các anh chị em phải chú ý nè, không nhất thiết cái gì cũng phải sâu ra. Các anh chị nhớ, cơ hội mà, cái gì mà nó rõ ràng quá thì nó đâu còn là cơ hội các anh chị. Ok. Các anh chị nhớ ạ. Nên á, các anh chị em phải hình dung như thế này. Đây là một ý cuối cùng, rồi sau đó chúng ta nghỉ ngơi ha. Tất cả mọi thứ nó không đến cùng. Có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa rằng là khi mà mình làm rau á, bắt đầu mình phải hình thành lên một cái tâm thế. Cái tâm thế của một cái người là gì? Tâm thế của một người tạo ra cuộc chơi. Tâm thế của một cái người là xây dựng hệ thống. Mình chỉ biết mình thôi nè. Được chưa? Dẹp những người xung quanh đi. Cách những người xung quanh qua một bên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mà chúng ta cứ nghe nhiều những người xung quanh á. Chúng ta cứ nghe nhiều để nghe này, ừ nhiều quá là hết thị trường rồi, hết thị trường rồi, hết thị trường rồi, ôi nhiều người làm quá hết thị trường. Những người đó họ đang giúp cho mình đó các anh chị. Những người đó họ đang giúp cho mình đó. Việc của mình nè, mình tham gia, mình giới thiệu hai người, sau đó người thứ ba mình gắn xuống dưới, người thứ tư mình gắn xuống dưới, mình cứ chia sẻ. Các anh chị em phải chú ý nha. Khi mà thị trường càng đông, có nghĩa rằng gì? Có nghĩa là chỗ đó nó tin tưởng. Vậy thì khi mà các anh chị em chia sẻ một người nào khác thì sao ạ? Thì người ta thấy cái độ tin tưởng cao hơn. Nên sao? Các anh chị em đừng có ngại mất thị trường. Thế giới hàng tỷ người, đúng không ạ? Việt Nam có cả 100 triệu người, mới có vài ngàn người tham gia à. Cao lắm vài cho 10 ngàn, 20 ngàn người thôi. Cho dù có 10 triệu người thì chúng ta vẫn còn 90 triệu người các anh chị. Mà nếu mà Việt Nam tham gia hết đi nữa thì cả thế giới nó có cả hàng tỷ người các anh chị. Các anh chị em hình dung á. Vấn đề câu chuyện rằng là gì? Câu chuyện xây dựng hệ thống đó là gì? Thông qua các mối quan hệ. Thông qua cái gì? Thông qua cái lý tưởng này, cái góc nhìn của mình này. Mình tạo ra được cái hệ thống của mình. Thì cái hệ thống đó nó mang hình hài, dáng dấp của cái lý tưởng của mình, cái ý của mình. Nó thú vị các anh chị. Khi các anh chị em xây dựng được hệ thống rồi, các anh chị em cảm nhận có những con người á, nó có cùng cái suy nghĩ các anh chị. Hay lắm. Các anh chị em chú ý nè.
khi mà mình đang còn bị vướng vấn đề mà gọi là tiền á, cơm áo gạo tiền á, ngày ngày mà cứ phải lo á, bữa đói bữa no á, thực sự mà nói rằng là gì, những cái gì đó nó lớn lao hơn, cái gì đó nó cao hơn một xíu, đôi lúc chúng ta không có nhiều thời gian để ngẫm nó, các chị em vô. Nhưng khi các chị em bắt đầu đạt được một cái điều gì đó rồi, các chị em không nghĩ tới cơm áo gạo tiền nữa rồi, các chị em sẽ nhìn nhiều thứ nó hay lắm các anh chị. Các chị em vô, chẳng hạn ví dụ trong cái thời kỳ khủng hoảng này, tất nhiên là sẽ có nhiều cái điều tiêu cực. Đó, tất nhiên sẽ có những điều tiêu cực mà chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn một cái góc nhìn khác, có nhiều ông chồng đợt này á, thông qua dịch này á, ở với vợ nhiều hơn, ở với con nhiều hơn. Đúng không? Đó, đúng không? Rồi á, thông qua cái đợt này á, thì sao ạ? Thì á, có nhiều người ảo tưởng là cái nhà của tao á, nằm ở ngã tư, nó đắt giá lắm, lúc nào ảo tưởng sức mạnh. Nhưng thực thể, khi dịch đi ra, đi ngang qua một cái, có nhà mặt phố cũng vậy à, ở đâu cũng vậy à, giống nhau hết à. Đúng không? Có nghĩa là hạn chế cho con người ta ảo tưởng sức mạnh. Người ta cứ nghĩ rằng là gì, vũ khí tối tân đồ này kia, cuối cùng con siêu rít nhỏ xíu rồi nè. Đúng không? Rồi người ta sẽ nghĩ tới, ồ tôi là như thế này, tôi là vĩ đại như thế này, tôi là thủ tướng, tôi là tổng thống, tôi là chủ tịch, tôi là bí thư, thì tôi sẽ không có sao. Không, virus đâu trừ ai hết. Nên làm cho con người ta bớt ảo tưởng lại, bớt ảo tưởng sức mạnh lại. Các anh chị em hiểu hình dung yếu ạ. Đó là cái vấn đề các anh chị. Có nhiều thứ nó diễn ra và cho chúng ta những bài học các anh chị. Và nhiều thứ nó diễn ra để làm gì? Để chúng ta khắc cốt ghi tâm lại. Chúng ta thấy được những cái điều lớn lao hơn, những cái điều cơ bản nhất, những cái thứ bình thường nhất. Các anh chị em hình dung nhé. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị đi. Dịch nó diễn ra hơn một tháng này, có thể nói gọi hai tháng này. Nhưng đến bây giờ các anh chị em, cái khẩu trang á, là cái thứ cơ bản nhất, cái thứ dễ làm nhất. Nhưng thực tế rằng là gì? Khẩu trang đến bây giờ vẫn khan hiếm. Cái thứ dễ làm nhất, cái thứ mà có thể rằng là gì? Bất kỳ ai cũng làm được. Vậy mà sản xuất còn không kịp cho nhu cầu các anh chị. Các anh chị mình dung á. Nên là đừng có nghĩ tới chuyện là hết người. Vấn đề rằng là thời điểm thôi. Các anh chị mình dung, thời điểm thôi. Và quan trọng nhất rằng là gì? Mình chia sẻ cái tốc độ mình chia sẻ bao nhiêu. Ngay lúc mà Vũ đang nói chuyện với các anh chị này, ngay bây giờ này Vũ đang nói chuyện với các anh chị này, Vũ giới thiệu rất là nhiều người, không phải ai cũng tham gia. Một ngày Vũ giới thiệu khoảng 20 người các anh chị. Một ngày á, Vũ giới thiệu khoảng 20 người. Vũ dùng các công cụ này, công cụ kia, Vũ bỏ tiền ra công cụ này, công cụ kia. Để làm gì? Để cho mai rau quanh nó nổi tiếng lên. Được chưa? Để sao sao? Để hệ thống trên khắp thế giới nó thấy được cái mai rau quanh. Nhiều người tham gia vô. Cái việc của mình là gì? Làm sao cho hệ thống mai rau quanh này nó nổi tiếng lên. Có nhiều người không trân trọng cái hệ thống mai rau quanh, mặc dù họ kiếm được tiền từ mai rau quanh, nhưng họ không thấy được cái giá trị. Nhưng Vũ, bây giờ vẫn còn thời gian. Ai có thời gian nghe thì cứ nghe ha. Ai mà đang buồn ngủ rồi cứ ngủ, được chưa? Đây là Vũ sẵn đây, Vũ chia sẻ với các anh chị nè. Tại sao các cái hệ thống của các công ty khác nó hay gãy? Leader kiếm được tiền chút, hoặc cái nhóm nó kiếm được chút tiền, xong hệ thống nó gãy. Bởi vì sao vậy các anh chị? Mình làm riết á, nhiều khi mình cũng chán. Các anh chị em dùng á, nhiều khi mình phải đi ra làm việc, mình mới có khách, mình mới có ra doanh số, thì mình mới ra, thì mình hứng thú. Còn hôm nào mà mình không làm á, tự dưng mình không thấy có hệ thống, không có ra doanh số, tự dưng cái riết mình chán. Mà cuộc sống mà các anh chị, không phải lúc nào con người cũng làm việc thường xuyên được. Không phải lúc nào á, là cả cái đất nước này nó lúc nào cũng hoạt động chân chu được. Nhưng các anh chị hình dung rồi nè. Mình xây dựng ra một hệ thống. Nhưng mà các anh chị, chúng ta đang sống trong thời kỳ Internet. Chúng ta cứ càng làm cho hệ thống myrau1.com nổi tiếng. Các anh chị em không nhất thiết phải myrau1.com. Các anh chị em cứ myrau1.com xiệt cái username của các anh chị. Được chưa? Các anh chị hình dung ý không? Để làm gì? Để nhiều người truy cập vào cái website của các anh chị. Để làm gì ạ? Để họ đăng ký với anh chị. Nhưng việc của các cái director, việc của Vũ nè,
là làm thế nào cho nhiều người biết tới myrao1.com. Thực ra nha, các director phải nên làm một việc là gì? Lúc nào cũng PR myrao1.com. Những anh chị em nào mà gì đã lên được một cái level rồi đó, có nghĩa là đã có hệ thống đó, từ 10 người, 20 người trở lên đó, thì nên dành thời gian PR hệ thống myrao1.com. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình PR cái hệ thống đó đó, thì nhiều người biết tới. Mà nhiều người biết tới thì sao? Thì sẽ có nhiều người truy cập vô. Họ sẽ tham gia với người này, với người kia, với người nọ. Nhưng các chị em biết được rằng là gì? Mình đâu có biết được người ta có tham gia tuyến dưới của mình hay không. Hình dung yếu à? Nhưng câu chuyện rằng là gì? Câu chuyện là nằm ở chỗ rằng là gì? Là hệ thống luôn luôn tạo ra được những người khách hàng mới. Một cái người lạ nào đó, các chị nhau, sáng ra Vũ mở mắt ra, ô, có người Philippines tham gia. Vui không? Vui. Vui không? Vui. Thấy khoái không? Khoái. Câu chuyện không phải là người ta mua gói titanium, không quan trọng. Quan trọng là cái thằng đó đang ở Philippines. Các chị mình vui không? Quan trọng là cái thằng đó mở mắt ra, ô, thằng đó bên Dubai. Quan trọng mở mắt, ô, thằng đó bên Đức. Quan trọng nó bên Pháp. Nên tại sao mà khi các chị em bấm vô trong hệ thống á, công ty nó mới hiện lên là gì? Cái lá cờ. Ngày xưa đâu có đâu. Bây giờ công ty mở lên lá cờ để làm gì? Để giúp cho các chị em biết, ồ, cái thằng đó bên, à, thằng đó bên Singapore. Không quan trọng câu chuyện thằng đó nó vô nhiều gọi nhiều, hay là cô đó, hay là cái người đó, hay là cái chị đó, hay là bác đó, được chưa? Hay là cái ông đó nào đó, được chưa? Hay là em nào đó, hay là chị nào đó. Ok, người ta tham gia nhiều hay ít, miễn là người ta tham gia là vui rồi. Mở mắt ra thấy người Pháp tham gia vô, mở mắt ra thấy người Mexico tham gia vô, vui không? Mà họ lên gói 99 thôi, họ chưa rành mà, họ vô gói 99, các anh chị em kiếm được ít rồi, từ 18 euro cho tới 36 euro. Các anh chị em thấy khoái không? Khoái. Lúc đó các anh chị em kiếm được tiền thế giới rồi đó. Các anh chị em hình dung ý mà. Vậy thì từ từ nó tăng lên. Từ từ cái hệ thống của mình nó lớn lên. Có phải rằng là gì? Trong 1.000, 2.000 cái mã và cái gói tham gia hàng ngày vào với hệ thống myrao1, được chưa? Thì nó có bao nhiêu gói từ thế giới? Rất là nhiều các anh chị. Đến ngày hôm nay hệ thống myrao1 nó liên kết ra rất là nhiều nước trên thế giới các anh chị. Và có phải rằng là cứ làm như thế này, hệ thống của chúng ta cứ lan tỏa ra khắp thế giới. Chính vì khi chúng ta lan tỏa ra khắp thế giới thì tiền nó quay ngược lại về cho chúng ta, cho đất nước của chúng ta. Được chưa? Trong thời kỳ khủng hoảng mà chúng ta tạo ra được những điều như thế này thì điều tuyệt vời các anh chị. Trong khi chính phủ, trong khi các ông các này, các bộ này kia lo sao? Lo phải đi xuất khẩu cái này, xuất khẩu cái kia, phải bán cái này, bán cái kia, mà giờ có bán được đâu. Bây giờ phải xin tài trợ này, xin tài trợ kia. Bây giờ các nước còn đói meo răng kìa. Các nước còn phải lo khủng hoảng này, lấy đâu ra mà họ giúp được mình nhiều. Đừng có nói là trong góc độ mình nè. Mình đây, bây giờ mình nói góc độ của mình đi nè. Là mình thấy nè. Khi tất cả mọi người, cả cái xã hội nó khó khăn đi, nó đóng băng đi. Thì gia đình của chúng ta, bản thân chúng ta cũng đã là khó khăn rồi. Thì bây giờ mình hãy nhìn xa hơn một xíu. Các nước bây giờ nó đóng hết rồi. Đóng cửa khẩu hết rồi, đóng biên giới hết rồi. Ai giúp đi nữa? Nếu có giúp thì giúp một phần nào đó thôi chứ. Tôi còn chưa, lo thân của tôi chưa xong, lấy đâu giúp? Các anh chị mình dùng đi. Bây giờ mình nói đi, bây giờ mình nói đi, Mỹ mới ủng hộ cho Việt Nam 3 triệu đô. Đúng không? Gọi là hỗ trợ cho mình. Nhưng bây giờ Mỹ cũng đang bị rất là nhiều các anh chị. Bình thường mà Mỹ không bị nhiều á, nó cho mình á vài chục triệu đô. Có khi nhiều hơn. Nhưng mà sao? Bây giờ anh Mỹ anh còn bị nhiều hơn mình như thế này. Bây giờ lên tới hàng nghìn người chết rồi. Việt Nam mình còn chưa thấy người nào chết. Mà Mỹ còn vác 3 triệu đô đi giúp cho người Việt Nam mình nè. Các anh chị em thấy không? Đó. Các anh chị nhìn không? Bây giờ mình nói Ý bị như vậy nè. Bây giờ Ý muốn giúp mình được không? Cũng khó các anh chị. Mà nước nào nó cũng bị chứ có phải là một mình bị đâu. Nên á, với Internet, bây giờ có nhiều cách để kiếm tiền, được chưa? Nhưng ngay lúc này chúng ta thấy được cơ hội của Rao, nó là cơ hội tốt, cơ hội phù hợp trong thời điểm này, cực kỳ phù hợp luôn.
thì chúng ta ráng dành thời gian nghiêm túc tìm hiểu, nghiêm túc nắm bắt, nghiêm túc làm việc với người tuyến trên của mình. Được chưa? Và bỏ xa những cái điều mà ta nói rằng là gì? Không, có nghĩa là nằm ngoài ba cái chuyện mà cốt kiếc gì là chân lật nhau 1, 2 đồng, 3 đồng. Ừ, tham gia vào tôi đi, tôi sẽ biếu cho anh 100.000, 200.000, tôi sẽ cái này, tôi sẽ cái kia, tôi sẽ cái nọ. Dẹp qua bên đi, được chưa? Bỏ qua bên đi, những cái đó không giải quyết được vấn đề lớn đâu các anh chị. Vấn đề lớn của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta phải hiểu, và chúng ta phải làm, và chúng ta phải tập chia sẻ từ bây giờ. Được chưa? Các anh chị em chú ý chỗ này. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thời kỳ Internet. Các anh chị em có cái chiếc điện thoại mà. Các anh chị em có thể live stream. Được chưa? Các anh chị em có thể up lên. Xin tự giới thiệu. Tôi tên là gì đó. Được chưa? Gì đó. À, bây giờ Nguyễn Văn A là xưa rồi. Tôi tên là gì đó. Đúng không? À, tôi có một cái cơ hội ra quanh rất là thú vị. Được chưa? Bây giờ tôi mời các anh chị em xem cái đoạn clip này nè. Hay lắm. Đó. Đó. Vũ chia sẻ các anh chị có cái đoạn clip mà tự do tài chính đó. Đó, làm thế nào kiếm được từ 100 đô la cho tới 5.000 đô la mỗi ngày, dài có 2 phút à. Các anh chị em chia sẻ được không? Được. Các anh chị nhớ, đó, mình chia sẻ đoạn clip của ông Johan, ông nói cho vào 3 phút. Rồi tương lai của Rao này 26 phút. Rồi tương lai của Mister này là chỉ có là 9 phút thôi. Đó, mình có cái đó, mình cứ chia sẻ. Được chưa? Mình tham gia vào các group này, bắt đầu mình cứ chia sẻ. Ai quan tâm, họ liên hệ với mình. Nhưng mà đừng có chia sẻ nhiều quá, đừng có spam. Được chưa? Đừng có nghĩa là đừng có lúc nào cũng tra tấn người ta. Mình có, mình chào, đưa lên tường của mình á. Được chưa? À, hôm nay tôi có một cái cơ hội rất là hay. Thì có phải rằng là gì? Ta nói rồi, chỉ có lúc đói, cái lúc mà không làm ra tiền, cái lúc mà thấy cái gì đó hay, cực kỳ hay, và muốn bùng nổ, có nghĩa muốn phát triển, thì tự dưng á, là con người ta sao ạ? Sẽ phát huy được tài năng các anh chị. Các anh chị dùng đi á. Ngày xưa giờ Vũ đâu có live stream các anh chị. Vũ nói rất là nhiều. Vũ nói khoảng 5 năm, 10 năm á. Vũ đưa lên Facebook. À, tuần tới Vũ bắt đầu sẽ live stream. Nhưng mà thực ra là gì? Vẫn chưa tới thời điểm. Nhưng mà tới thời điểm mà khi mà round đi, tự dưng sao ạ? Tự dưng nó bị hạn chế rất là nhiều thứ. Bắt đầu sao có một cái động lực lớn hơn. Chả lẽ giờ mình đi phải suốt ngày, ta nói một ngày, các anh chị tưởng tượng đi, có hàng trăm cái tin nhắn, nhắn trên Zalo, nhắn trên Facebook, hỏi làm sao mà có thể xử lý hết được các anh chị. Thật sự mà nói, chỉ cần các anh chị đôi lúc mình mở ra, mình chưa kịp trả lời, cái khác nó nhắn tới rồi, bắt đầu sao mình lại quên cái tin đó. Bắt đầu người ta ghét mình, người ta nói ở cái thằng này nó lơ là mình, nó lơ này kia. Nếu mà thực sự mình có thời gian để mình giải quyết việc đó thì quá tuyệt vời các anh chị. Người ta liên hệ với mình mà, để mình hỗ trợ cho họ mà, thì tuyệt vời. Nhưng mà sao? Thông qua hệ thống livestream, đúng không? Thông qua hệ thống các group như thế này, rồi nhiều người cùng nhau làm như vậy, thì có phải rằng chúng ta đã hạn chế được rất là nhiều không? Một buổi livestream 2 tiếng, nhưng sao? Nhưng mà chúng ta lại giải quyết được nhiều thứ, chúng ta sẽ chia sẻ được nhiều thứ cho nhiều người hơn. Chứ bây giờ làm gì mà có thời gian để ngồi từng người để mà nói. Và bây giờ nếu có thời gian đi nữa thì bây giờ sao? Khủng hoảng như thế này chúng ta cũng không thể làm được. Được chưa? Nên các anh chị em, Vũ mời gọi các anh chị em, được chưa? Tự độc lập đứng lên, được chưa? Làm có live stream. Giờ đó tôi sẽ chia sẻ cơ hội rao. Có thể ngày đầu tiên chưa hay, không sao, giống Vũ bây giờ Vũ cũng thấy chưa chắc là đã hay đâu. Cái quan trọng không phải là hay hay dở. Câu chuyện rằng là gì? Mình có cái gì mình chia sẻ đó. Hôm nay mình chia sẻ anh Trúc, mai chia sẻ anh Trúc. Cơ hội rao quanh này, cơ hội rao quanh này, cơ hội rao quanh này. Ừ, ông sáng lập này. Đó, mình bắt đầu làm dần thì sao ạ? Tự dưng á, là sẽ có những người quan tâm với mình. Các anh chị em phải hình dung này nè. Cái người mà tham gia hệ thống của mình á, phần lớn đôi lúc á, mình cũng chả biết tại sao họ tham gia mình luôn á. Sự thật các anh chị. Nên á, các anh chị em hình dung là gì? Cái việc của mình cứ chia sẻ. Được chưa? Còn cái cơ hội á, và những người này họ đón nhận hay không á, đó là chuyện của họ. Việc của mình là gõ cửa, còn họ mở hay không á là chuyện của họ. Các anh chị nhớ, các chị em cứ gõ cửa nhiều nhà thì sao ạ? Sẽ có nhà mở. Được chưa? Và sẽ có những nhà lắng nghe. Vũ chia sẻ cho các anh chị em một bí mật nhỏ nữa nha.
các anh chị em thấy những người truyền đạo đi, các anh chị em để đi, có những người họ truyền đạo á, đâu phải ai cũng muốn ngồi nghe đâu các anh chị. Nhưng mà sao ạ? Cứ gõ cửa, cứ bắt đầu, anh có thời gian rảnh không? Các anh chị em thấy đi, có những cái hội nhóm á, họ đi chia sẻ, họ truyền đạo đó. Mình nhiều khi mình thấy buồn cười đúng không? Nhưng thực sự mà nói, có những người sao ạ? Có những người á, trong cái lúc đó, họ lại rất là cần. À, họ chia sẻ cả chục người, trăm người, nhưng không ai ok hết. Nhưng đúng cái người đó, họ đang khao khát một cái điều gì đó, đang hướng tới một điều gì đó, tự dưng gặp cái người đó, xong. Cuộc đời của các anh chị em làm rau á, để đạt được mức thu nhập á, các anh chị em chỉ cần đúng hai người mà giỏi thôi. Mà các anh chị em sẽ không biết ai là giỏi hết. Nên việc của mình là cứ gõ cửa, cốc cốc cốc, tôi có cơ hội nè, có muốn nghe không? Không nghe hả? Không sao, tôi qua người khác gõ tiếp, cốc cốc cốc. Được chưa? Các anh chị em gõ 100 người chắc chắn sẽ có được một người. Các anh chị em gõ 1000 người chắc chắn sẽ có được một người. Nói đâu xa, ở đây có bao nhiêu anh chị em thích gà rán KFC? Trời, bây giờ Vũ nói thật, thèm cực kỳ gà rán KFC các anh chị. Các anh chị em biết không? Vũ thấy KFC á, từ khắp nơi, từ nhiều nước luôn. Vũ đâu có ăn đâu. Vũ cứ nói này, nói kia, ăn gà chiên á, ăn làm gì? Mình có gà ngon rồi, đúng không? Luộc lên rồi xé ra rồi ăn muối tiêu, rồi đã cực kỳ luôn. Tội gì phải ăn cái gà chiên rồi gà công nghiệp đó. Đó. Nhưng các anh chị em biết điều gì xảy ra không ạ? Khi mà Vũ có 11 ngày ở bên Hy Lạp á, cách đây mấy năm, qua bên nó Hy Lạp á, thức ăn của nó, ta nói mình khó ăn, đâu ăn được đâu. Tự dưng á, là đi ra gà rán. Thôi đói quá rồi phải ăn thôi. Tự dưng sao, lúc ăn xong ghiền luôn các anh chị. Tới bây giờ là về Việt Nam hay là đi đâu cũng vậy. Trung bình một tháng ăn gà rán một lần. Cảm thấy nó ngon. Nhưng mà sự thật các anh chị biết điều gì xảy ra không ạ? Nó không phải câu chuyện là nằm ở ngon hay dở các anh chị. Câu chuyện nằm ở chỗ là chỗ nào cũng có gà rán. Các anh chị em vô ạ. Các anh chị em đi qua bên Dubai đi. Các anh chị em đi qua Pakistan đi. Các anh chị em qua Iran đi. Các anh chị em đi Ấn Độ đi. Những cái thức ăn mà các anh chị em không thể ăn được, thì các anh chị em đi ăn gà rán là các anh chị em thấy được, ngon. Tại vì lúc đó các anh chị em không ăn được thứ khác, nên các anh chị em ăn gà rán được. Nhưng tại sao còn ở đó có gà rán? Đó là hệ thống. Các anh chị em vô ạ. Họ tạo ra một cái hệ thống, ở đâu cũng có gà rán. Nên sao ạ? Nên mà chúng ta là những người mà hay đi du lịch, thì các anh chị em thấy rằng chúng ta đang sống thời kỳ mà chúng ta hay đi du lịch mà, hay là di chuyển chỗ này chỗ kia mà. Chính vì khi chúng ta đi di chuyển như vậy, tất nhiên các thức ăn, đồ uống hàng ngày chúng ta sẽ không có hợp gu với chúng ta. Nhưng với những cái hệ thống gà rán đó, nó lại hợp. Bởi vì sao? Mình ăn cái quen cái gia vị đó ở đây, thì mình đi qua bên cái tỉnh khác, thành phố khác, đất nước khác, mình ăn gà rán nó cũng theo cái gia vị đó. Các anh chị em hình dung ạ. Ok chưa? Nhưng các anh chị em biết rằng là gì? Cái người mà tạo ra cái thương hiệu gà rán KFC, ông đó đi hơn 1000 tiệm. Được chưa? Ông chế ra được cái công thức gà rán, nhưng mà ông đi cả ngàn cái tiệm gà rán. Đó nghe ông phải, ông đi tới cả ngàn cái nhà hàng. Để làm gì? Để kêu họ là gì? Thử làm cái gà rán của ông mà bán. Nhưng cuối cùng sao ạ? Hơn 1000 tiệm đâu ai chấp nhận đâu. Nhưng cuối cùng có một tiệm ok. Và các anh chị em biết là gì? Chỉ có một tiệm ok thôi mà giúp cho một ông già trở thành tỷ phú, và thương hiệu gà rán KFC trải dài trên khắp thế giới, đi vào lịch sử luôn các anh chị. Đời 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 nhớ ông đó. Các anh chị em hình dung yếu quá. Có những thứ chúng ta phải làm rất là nhiều, có những thứ chúng ta làm rất là ít. Chỉ cần đúng một cái thôi, xong phiên các anh chị. Giống như công việc kinh doanh rau của chúng ta vậy. Tiêu chuẩn của công ty là gì? Tham gia 99 đồng. Đúng không? Rồi á, tham gia 99 đồng á, thì giới thiệu hai người, max out là thầm 10.000 thôi. Nhưng nếu mà chúng ta lên titanium, thì max out của chúng ta là 20.000. Vấn đề câu chuyện là chúng ta chỉ cần hai người giỏi thôi. Chúng ta có thể giới thiệu hàng nghìn người. Chúng ta có thể giới thiệu 5 người, chúng ta có thể giới thiệu 100 người. Nhưng xui một cái, đúng hai người nào đó thôi, mà giỏi một cái thôi, max out thu nhập toàn 20.000. 20.000 đập vào tài khoản các anh chị. Vấn đề câu chuyện của ngày hôm nay nè,
hàng tuần các anh chị em có 20 ngàn, các anh chị em làm gì với 20 ngàn này nè? Đó mới là điều mới sợ này các anh chị em, nhiều quá. Vấn đề câu chuyện là khi các anh chị tuần nào cũng có 20 ngàn này, các anh chị em làm cái gì 20 ngàn đó này? Mà nói sự thật rằng là ngay lúc thời điểm này Vũ cũng thấy cũng buồn cười. Cái thời điểm này, thời điểm của director, các cái người mà max out thu nhập của hệ thống Rau One, có hơn 50 người đã max out thu nhập với Rau One, tuần nào có 20 ngàn. Vấn đề câu chuyện ngày hôm nay không biết cái gì để xài hết. Nhà hàng không mở, du lịch cũng không mở, khách sạn cũng không mở. Nói chung là chỉ kiếm tiền là nhét đó thôi, không được xài. Mà họ còn không biết được thời gian nào là thời gian hết dịch để mà cầm tiền đi xài nữa các anh chị. Đời nó nhục như là nhục như thế các anh chị. Họ nghèo từ xưa giờ rồi, tự dưng bây giờ đụng tới công việc của Rau One. Lâu nay họ max out thu nhập, đùng cái bây giờ tất cả mọi thứ đứng hết. Bây giờ họ có được tiền, họ có xài được đâu. Các chị em hình dung đi, nếu mà mình cứ nghĩ rằng mình không kiếm được tiền, nhưng bây giờ vừa hỏi thử đi, có rất là nhiều người đang có được rất là nhiều tiền rồi. Họ tưởng tượng rằng là ta sẽ kiếm được nhiều tiền ở Rau One, ta sẽ ở khách sạn 5 sao, ta sẽ đi du lịch đây, đi du lịch kia, chúng ta sẽ ăn hết tôm hùm này, tôm hùm kia, chúng ta sẽ đi Mỹ, chúng ta sẽ đi Pháp. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi đi xem phim, đúng không? Chúng ta sẽ đi cái này, đi cái kia, đi cái nọ. Bây giờ kiếm được tiền ngồi trong cái xe này các anh chị. Giờ 20 ngàn giờ ngồi trong xe này, nhà thì có xây xong hết rồi. Nhà thì có từ xưa giờ rồi, bây giờ có nhiều tiền hơn cũng có đi được đâu. Công ty mời đi châu Âu, bây giờ đó, châu Âu chuyến, châu Âu 7 ngày, 3 nước, không đi được. Thái Lan cũng không đi được, Singapore cũng đi được, Dubai, đi có siêu xe, đi siêu xe, siêu sang, hay là đi máy bay trực thăng, đi du thuyền, cái gì cũng có hết. Có đi được đâu, có xài được đâu. Bây giờ chỉ nghĩ tới làm thế nào mà để mua gạo nhiều nhiều, để làm sao mà chia cho bà con thôi. Vấn đề câu chuyện bây giờ, chia cho người nào mới được kìa. Chia cho đúng cái tổ chức nào, đúng cái người nào kìa. Đó mới là cái quan trọng các anh chị. Đúng á. Một bên á, thì người ta đang nói làm thế nào để kiếm được tiền. Đúng á. Rồi bắt đầu này kia, rồi tùm lum các cái tiêu cực này, tiêu cực kia. Nhưng mà một bên á, thì giờ đầy tiền đó mà không biết làm gì nè. Ok. À, chốt lại một câu đó là gì? Đó là chúng ta phải thay đổi. Chúng ta phải bắt nhịp nó, được chưa? Thay đổi không phải là thay đổi mọi cục diện. Thay đổi là gì? Thay đổi không thay đổi để thích nghi thôi. Các anh chị hình dung ạ. Cái con khủng long á, nó to vật vã luôn, nó to ơi là to luôn. Đúng không ạ? Nhưng mà cuối cùng nó tuyệt chủng hết rồi. Nhưng mà mấy cái con thằn lằn nó nhỏ xíu à. Nó hay thay đổi tắc kè, gọi là giống tắc kè đó, cứ thay đổi. Thì nó lại sống. Đúng không ạ? Các anh chị em thấy không? Nó vẫn sống. Nó vẫn thích nghi. Có nghĩa là cái gì mà thích nghi được với hoàn cảnh và môi trường, được chưa? Và những cái lời nói tiêu cực và tích cực, người nó có thể thích nghi được, nó có thể cảm nhận được, thì sao? Nó sẽ tồn tại và phát triển. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái quan trọng của chúng ta là phải thích nghi. Các anh chị vô ạ. Ok ha. Rồi một lần nữa cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em có mặt trong buổi tối livestream ngày hôm nay. Một buổi tối an lành và một buổi tối ngủ thật là ngon. Và hy vọng là ngày mai sẽ có những thông tin tốt đẹp hơn nữa. Được chưa? Có thể từ Rau One, nhưng cái quan trọng hơn, thông tin tốt đẹp từ thế giới. Hy vọng rằng là thế giới sớm qua được cái giai đoạn khủng hoảng. Được chưa? Ok ha. Rồi, chúc tất cả các anh chị em ngủ thật là ngon. Bye bye, bye bye, bye bye.